Chương 33. Kinh điển rỗng tuếch. Nếu không thực sự tu hành, bạn sẽ không bao giờ hiểu, dầu bạn có đọc hết tam tạng kinh điển. Có hai cách để hộ trì Phật pháp. Một cách là bằng sự cúng dường vật chất, bao gồm vật thực, y phục, chỗ ở và thuốc men. Cúng dường vật chất là để giúp tăng chúng sống an ổn, đủ để tu hành. Điều này trực tiếp khích lệ sự học hỏi giáo pháp và từ đó mang đến sự hưng thịnh lâu dài của Phật giáo. Phật pháp có thể ví như một cội cây. Cây có rễ, thân, cành và lá. Lá và cành cây lệ thuộc vào rễ cây để hấp thụ dinh dưỡng từ đất. Tư tưởng của chúng ta ví như cành và lá cây. Chúng lệ thuộc vào rễ cây, tức cái tâm, để hấp thụ dinh dưỡng và gửi đến chúng. Và rồi những cành cây này sẽ kết trái, tức là lời nói và hành động của chúng ta, bất kể trạng thái của tâm là gì, khôn khéo hay không khôn khéo, đều thể hiện ra ngoài xuyên qua hành động và lời nói của chúng ta. Cho nên, sự hộ trì Phật pháp xuyên qua sự áp dụng thực tiễn, những lời giảng dạy mới là sự hộ trì quan trọng. Ví dụ, trong buổi lễ truyền giới, vị thầy miêu tả những hành động không khôn ngoan mà chúng ta cần xa lánh. Nhưng nếu bạn chỉ thọ giới mà không suy ngẫm về ý nghĩa của giới luật thì ắt khó tiến bộ, bạn không thật sự tu hành. Sự hộ trì Phật pháp do đó phải phát xuất từ sự quyết tâm tu hành, từ sự kiềm thúc thân tâm, từ chánh niệm và trí huệ. Rồi bạn sẽ biết Phật pháp là gì. Nếu không thật sự tu hành, bạn sẽ không bao giờ hiểu, dầu bạn có đọc hết tam tạng kinh điển. Vào thời của Phật, có một vị tỳ kheo tên Tuccho Pothila. Pothila nổi tiếng là người lầu thông kinh điển. Ông có đến 18 ngôi chùa và là một pháp sư lỗi lạc và được mọi người kính trọng. Nghe đến danh Pothila, ai cũng dì nể và không ai dám thẩm vấn sự giảng dạy của ông. Ngày nọ, ông đến gặp Đức Phật. Khi ông bước vào, Phật nói: "Chào Đại Đức Kinh Điển Trọng Tuết." Khi ông bái từ, Phật nói: "Đại Đức Kinh Điển Trọng Tuết đi về à?" Đức Phật chỉ nói bấy nhiêu thôi. Đại Đức Pothila rất hoang mang. Tại sao Đức Phật nói thế? Ý ông ấy là gì? Ông cứ suy nghĩ mãi và nghiền ngẫm những điều ông học hỏi từ trước đến nay, cho đến khi ông nhận ra: "À, thì ra Đại Đức Kinh Điển Trọng Tuết chính là ta, một nhà sư học mà không hành." Khi xem xét tâm của mình, ông mới thấy là mình không khác một người tại gia chút nào. Bất cứ thứ gì họ khát vọng, đó cũng là khát vọng của ông. Bất cứ thứ gì họ thích thú, đó cũng là điều ông thích thú. Ông không có phẩm chất của một sa môn chân chánh. Không có cái phẩm chất sâu sắc nào đáng để đặt ông vào hàng thánh nhân cao thượng và mang đến sự bình an thật sự. Do đó, ông quyết định tu hành. Nhưng ông không biết đi đâu. Tất cả những vị thầy quanh đây đều từng là học trò của ông, không ai dám thâu nhận ông. Thông thường khi gặp lại thầy cũ, người ta rụt rè e ngại và trịnh trọng tôn kính, và vì thế không ai dám làm thầy của ông. Cuối cùng, ông đến gặp một sa di trẻ khai ngộ và xin được thọ giáo. Thầy sa di bảo: "Được, ông có thể tu hành với tôi nếu ông thành tâm. Nếu ông không thành tâm, tôi sẽ không nhận ông." Đại đức liền phát thệ làm đệ tử của thầy sa di đó. Sau đó, vị sa di bảo ông mặc hết y vào. Khi ông đã mặc hết y vào, những cái y rất đắt tiền, thì vị sa di chỉ một cái vũng bùn gần đó và nói: "Được, bây giờ ông hãy chạy xuống cái vũng bùn đó. Nếu tôi chưa bảo dừng thì ông chớ nên dừng. Nếu tôi chưa bảo lên thì chớ nên lên, rồi chạy đi." Lúc bấy giờ, Pothila trong bộ tam y tương tất chạy tới vũng bùn đó và nhảy vào, cho đến khi toàn thân Pothila lấm đầy bùn, thầy sa di mới nói: "Ông có thể ra khỏi đó được rồi." Pothila chạy ra khỏi vũng bùn. Pothila rõ ràng đã vũ bỏ hết lòng kiêu hãnh của mình.
và sẵn sàng tiếp nhận sự giáo huấn. Nếu chưa sẵn sàng học, một vị thầy nổi tiếng như ông đã chẳng nhảy vào vũng bùn dơ giấy đó. Thấy thế, thầy Sa Di biết là Potila thực sự quyết tâm tu hành, cho nên thầy cho ông một bài pháp dạy ông quán sát các đối tượng của lục căn. Qua một ví dụ về người bắt rắn mối, con rắn mối chạy trốn với một gò mối, và nếu cái gò mối có 6 lỗ, người đó phải làm sao? Ông phải lắp kính 5 lỗ, chỉ chừa lại 1 lỗ, rồi ông chỉ việc ngồi trước cái lỗ đó mà canh chừng. Khi con rắn mối chạy ra, ông có thể lập tức bắt nó. Chúng ta quán sát tâm như thế đó, đóng tất cả 5 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, chỉ chừa lại cái tâm. Đóng các căn có nghĩa là kiềm thúc và trấn tĩnh chúng. Thiền cũng giống như việc bắt rắn mối. Chúng ta dùng sati để ghi nhận hơi thở. Sati là phẩm chất tỉnh giác, đó là khi chúng ta tự hỏi tôi đang làm gì. Sampasana là sự nhận biết rằng lúc này tôi đang làm việc đó, việc khác. Chúng ta quan sát hơi thở ra vào với sati và sampasana. Phẩm chất tỉnh giác này chỉ phát sinh từ sự tu hành, không phải từ sự nghiên cứu kinh điển. Hãy nhận biết mọi cảm xúc. Tâm có thể yên lặng một hồi, và rồi các cảm xúc lại đến. Sati làm việc cùng với những cảm xúc này, ghi nhận chúng. Có sati, tức có sự tỉnh thức rõ ràng là tôi sẽ nói, tôi sẽ đi, tôi sẽ ngồi, vân vân. Và rồi có sampasana, tức có sự nhận biết rằng lúc này tôi đang đi, tôi đang nằm xuống, tôi đang kinh nghiệm một tâm trạng như thế đó. Với sati và sampasana, chúng ta nhận biết tâm mình trong từng giây phút. Chúng ta biết tâm ứng xử với những cảm xúc như thế nào. Cái nhận biết lục trần gọi là tâm. Lục trần lẻn nhẹ vào tâm. Ví dụ, một tiếng động đi tới tai và thẳng vào tâm, rồi tâm biết nó là tiếng chim kêu hay tiếng xe chạy hay tiếng gì đó. Cái tâm biết tiếng động này vẫn còn rất thô thiển, nó chỉ là cái tâm bình thường. Sự quấy nhiễu có thể phát sinh bên trong người biết này. Chúng ta phải huấn luyện người biết thêm nữa để trở thành người biết đúng với chân lý hay Buddha. Nếu chúng ta không biết đúng với chân lý, chúng ta sẽ bị quấy rầy bởi tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng động cơ, vân vân. Cái tâm bình thường chưa được huấn luyện xem tiếng động như sự quấy nhiễu, nó biết phù hợp với sự ưa ghét của nó, không hẳn là phù hợp với chân lý. Chúng ta phải huấn luyện nó thêm để nó biết với tuệ giác rằng tiếng động chỉ là tiếng động. Nếu chúng ta không dính mắc vào tiếng động thì không có sự quấy nhiễu. Tiếng động phát sinh và chúng ta chỉ việc ghi nhận nó. Đây gọi là cái biết thật về sự phát sinh của lục trần. Nếu chúng ta phát triển Buddha, sự hiểu biết rõ ràng rằng tiếng động chỉ là tiếng động, thì tiếng động sẽ không thể quấy nhiễu chúng ta. Tiếng động phát sinh dựa vào luật nhân duyên, nó không là một tự ngã, không có tự tính, không phải là chúng ta hay chúng nó. Nó chỉ là tiếng động thôi, và rồi tâm xả bỏ. Sự hiểu biết rõ ràng này gọi là Buddha. Với nó, chúng ta có thể cho phép tiếng động là tiếng động, rồi nó không thể quấy nhiễu chúng ta nữa, trừ khi chúng ta quấy nhiễu nó với sự suy nghĩ. Tôi không muốn nghe tiếng động đó, ồn ào quá. Đau khổ phát sinh từ thái độ này, ngay nơi đây là nguyên nhân của khổ. Chúng ta không biết chân lý của sự việc, chúng ta chưa phát triển Buddha, chúng ta chưa thấu hiểu, chưa tỉnh thức, chưa nhận biết. Đó là cái tâm tự nhiên chưa được huấn luyện, một cái tâm chưa thật sự hữu ích. Chúng ta phải phát triển tâm như cách chúng ta phát triển thân thể. Để phát triển thân thể, chúng ta phải tập thể dục, chạy bộ mỗi buổi sáng chẳng hạn. Không bao lâu, thân thể sẽ trở nên dẻo dai, mạnh khỏe. Tập thể dục tâm thì khác. Thay vì di chuyển nó, chúng ta dừng nó lại. Chẳng hạn khi tu thiền, chúng ta lấy hơi thở ra vào làm đối tượng tập trung và quán chiếu. Chúng ta ghi nhận hơi thở,
có nghĩa là chúng ta đi theo hơi thở với sự tỉnh thức, ghi nhận nhịp độ của nó, sự tràn vào của nó và buông bỏ tất cả những thứ khác. Sự chú tâm vào một đối tượng như thế lâu dần sẽ khiến tâm lắng dịu. Nếu chúng ta cứ để tâm lang thang mãi, nó sẽ không bao giờ có thể dừng nghỉ. Tâm dừng nghỉ là tâm không còn chạy lăng xăng nữa. Nó giống như một con dao bén. Nếu chúng ta sử dụng con dao một cách bừa bãi, đụng thứ gì cũng cắt, đá, gạch, kính, vân vân, con dao nó sẽ cùn rất nhanh. Chúng ta chỉ nên dùng nó để cắt những thứ đã định cho nó. Cùng thế ấy, nếu chúng ta để tâm đuổi theo tư tưởng và cảm xúc vô nghĩa, tâm sẽ mệt mỏi và suy yếu. Nếu tâm mệt mỏi, trí huệ sẽ không phát sinh, bởi vì một cái tâm mệt mỏi, không có năng lượng là cái tâm không an định. Nếu tâm không dừng nghỉ, bạn không thể nhìn thấy bản chất của lục trần. Cái biết rằng tâm là tâm, trần cảnh là trần cảnh, là nền tảng mà từ đó Phật giáo nảy sinh và phát triển. Đây là cốt tủy của Phật Pháp. Khi chúng ta xem xét chính mình và cách ứng xử của mình, chúng ta sẽ thấy mình giống như những đứa trẻ. Một đứa trẻ không biết gì cả. Đối với một người lớn thì cách chơi đùa, nhảy nhót của một đứa trẻ thấy dường như không có mục đích gì. Nếu tâm của bạn chưa huấn luyện, nó giống như một đứa trẻ. Chúng ta nói chuyện mà không nhận biết rõ ràng là mình đang nói gì. Và chúng ta hành động một cách thiếu trí huệ, chúng ta có thể khiến cho mình lụng bại hay gây ra thiệt hại nặng nề mà có thể vẫn không biết. Cho nên chúng ta nên huấn luyện cái tâm này. Đức Phật bảo chúng ta huấn luyện tâm, dạy dỗ tâm. Dầu chúng ta có hộ trì Phật Pháp với 4 món vật dụng, sự hộ trì đó chỉ ở trên mặt mà thôi. Nó chỉ vào đến phần vỏ cây, chứ không vào đến lõi cây. Sự hộ trì chân chánh, cái lõi cây, đến từ sự tu hành, từ sự trao dồi thân khẩu ý của chúng ta cho phù hợp với sự giảng dạy. Điều này mới hữu ích hơn. Nếu chúng ta thành Phật, có sự kiềm thúc và trí huệ, sự tu hành của chúng ta sẽ chứng hưng Phật giáo, không còn nguyên nhân cho sự thù địch và công kích. Đây là chủ trương của tôn giáo chúng ta. Nếu chúng ta xem thường giới luật, thì dầu cho vị thầy có rao giảng chân lý, sự tu hành của chúng ta cũng sẽ bất toàn. Chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý và có thể thuộc nó nằm lòng, nhưng nếu thật sự muốn hiểu biết nó, chúng ta phải tu hành. Nếu không, chúng ta có thể gây chướng ngại cho sự tầm đạo của mình trong những kiếp vị lai. Cho nên sự tu hành cũng giống như chiếc chìa khóa mở tủ sắt. Nếu chúng ta có đúng cái chìa khóa trong tay, chìa khóa của sự hành thiền, thì bất kể cái tủ sắt bị khóa chặt cách mấy, chỉ cần chúng ta đút chìa khóa vào dặn là khóa mở ra ngay. Nếu không có chìa khóa, chúng ta không thể mở khóa, chúng ta sẽ không bao giờ biết trong tủ có những gì. Thật ra có hai loại kiến thức. Một, người đắc đạo không nói từ trí nhớ mà nói chân lý. Người thế gian thường nói chuyện từ trí nhớ. Không những thế, họ còn nói với sự kiêu hãnh. Ví dụ giả sử có hai người bạn không thấy mặt nhau đã lâu, một hôm họ gặp nhau trên một chuyến xe lửa. Hay quá, một người nói, tôi mới vừa nghĩ tới anh. Thật ra họ chẳng hề nhớ tới nhau, nhưng khi họ phấn khởi, họ chỉ buộc miệng nói thế. Và rồi nó trở thành một sự dối gạt. Đúng thế, đó là sự dối gạt phát xuất từ sự buông thả bất cẩn. Đây là sự dối gạt mà không ý thức. Nó là một hình thức phiền não vi tế và nó xảy ra rất thường. Trở lại việc huấn luyện tâm của Tuccho Potila. Potila làm theo sự chỉ dẫn của thầy Sayi, hít vào thở ra, nhận biết một cách tỉnh thức mỗi hơi thở ra vào, cho đến khi ông nhìn thấy cái gã biệt bợm bên trong ông, giống như khi con rắn mối chạy ra khỏi gò mối. Ông nhìn thấy chúng và nhận thức bản chất thật của chúng ngay lúc chúng phát sinh.
Ông nhìn thấy cách tâm liên tục bày ra chuyện này, dựng lên chuyện kia. Sự suy nghĩ là một pháp hữu vi, một thứ được cấu tạo nên từ những điều kiện hỗ trợ. Nó không phải là một pháp vô vi, một thứ tự nó hiện hữu, không phải được tạo nên. Cái tâm được huấn luyện thành thục dưới sự nhận biết rõ ràng, không dựng nên các tâm thái. Cái tâm này hiểu thấu chân lý cao thượng và không còn lệ thuộc vào những thứ bên ngoài. Biết chân lý cao thượng là biết sự thật. Cái tâm chế tạo trốn tránh sự thật này, nói rằng cái đó đẹp hay cái này xinh quá. Nhưng nếu có bút đô trong tâm, nó không còn có thể lừa gạt chúng ta, bởi vì chúng ta biết đường lối của tâm. Tâm không còn có thể tạo nên những ấn tượng ảo, bởi vì có sự nhận biết rõ ràng rằng mọi ấn tượng trong tâm đều không ổn định, không hoàn mỹ và là nhân nguyên của khổ đau đối với kẻ nắm giữ nó. Bất kể đi tới đâu, người biết luôn ở trong tâm của Tutro Potila. Ông quan sát những chế tạo khác nhau của tâm với sự hiểu biết rõ ràng. Ông nhìn thấy cách tâm phỉnh gạt ông trong nhiều cách khác nhau và thấu hiểu điều cốt tủy của sự tu hành. Cái tâm lừa đảo này dẫn chúng ta tới sự hạnh phúc và đau khổ tột cùng, và khiến chúng ta xoay chuyển mãi trong vòng luân hồi với những sự vui buồn và tốt xấu của nó. Tutro Potila chứng ngộ chân lý và nhận ra điều cốt tủy của sự tu hành, giống như người đàn ông nắm được cái đuôi của con chó mối. Đối với chúng ta cũng vậy, chỉ có cái tâm này là quan trọng. Đó là tại sao chúng ta huấn luyện tâm. Bây giờ chúng ta tính huấn luyện nó với cái gì đây? Bằng cách duy trì sự chánh niệm và nhận biết liên tục, chúng ta sẽ có thể biết được tâm. Cái người biết này là vượt lên trên tâm, nó là cái biết trạng thái của tâm. Cái biết rằng tâm chỉ là tâm chính là người biết. Người biết ngồi ở phía trên tâm, và đó là lý do nó có thể xem chừng tâm, dạy dỗ tâm để biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Cuối cùng, mọi thứ đều quay về cái tâm chế tạo này. Nếu tâm kẹt trong sự chế biến liên tục của nó, sự nhận biết không hiện diện và sự tu hành sẽ không có kết quả. Cho nên, chúng ta phải huấn luyện cái tâm này để lắng nghe giáo pháp, để phát triển bút đô. Sự nhận biết rõ ràng và chiếu diệu cái tồn tại ở bên trên cái tâm bình thường và biết tất cả những gì xảy ra bên trong đó. Đó là tại sao chúng ta quán chiếu chữ bút đô, để chúng ta có thể biết cái tâm vượt lên trên tâm. Chỉ việc quan sát tất cả những động thái của tâm, bất kể là tốt hay xấu, cho đến khi người biết nhận ra rằng tâm chỉ là tâm, không có một tự ngã. Đây gọi là sự quán chiếu tâm. Nhìn thấy được như thế, chúng ta sẽ hiểu rằng tâm là một thứ tạm bợ, bất toàn và vô chủ. Chúng ta có thể tổng kết như sau: tâm là cái nhận biết lục trần, tức sáu đối tượng của tâm. Lục trần khác với tâm, người biết biết bản chất của tâm và lục trần. Chúng ta phải dùng sati để liên tục tẩy rửa tâm. Ai cũng có sati, ngay cả mèo cũng có sati, đó là khi nó đang trình bắt một con chuột. Ngay cả chó cũng có sati, đó là khi nó sủa một người nào. Đây là một hình thức sati, nhưng nó không phù hợp với chánh pháp. Ai cũng có sati, nhưng ở những mức độ khác nhau, giống như những cách nhìn khác nhau đối với sự việc. Chẳng hạn, khi tôi bảo người ta quán chiếu thân thể, có người nói, có gì ở đó mà quán chiếu? Ai cũng có thể nhìn thấy nó, răng, tóc, móng, tay và da. Chúng tôi đã thấy hết rồi. Con người làm vậy đó, đúng là họ có thể nhìn thấy thân thể, nhưng cái nhìn của họ bị lệch lạc. Họ không nhìn cái bút đô, người biết, người giác ngộ. Họ chỉ nhìn thấy thân thể theo cách thường tình. Chỉ nhìn thấy thân thể thôi thì không đủ. Bạn phải nhìn thấy cái thân thể bên trong thân thể, và rồi sự việc trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Chỉ nhìn thấy thân thể thôi, bạn sẽ bị nó phỉnh gạt, bị bề ngoài của nó mê hoặc,
không nhìn thấy tính chất tạm bợ, bất toàn và vô chủ, sự ham muốn dục lạc phát sinh. Bạn bị cuốn hút bởi hình dáng, âm thanh, mùi vị và cảm giác. Nhìn thân thể như thế là nhìn với cặp mắt trần, dẫn đến sự yêu ghét và phân biệt giữa cái thoải mái và khó chịu. Đức Phật dạy rằng, chúng ta phải nhìn với con mắt huệ, nhìn thấy cái thân thể bên trong thân thể. Nếu bạn thật sự nhìn vào trong thân thể, ôi thật là gớm guốc, có những thứ của hôm nay và của ngày hôm qua trộn lẫn trong đó, bạn không biết thứ gì là thứ gì. Cái nhìn theo cách này thì rõ ràng hơn nhiều so với cái nhìn với con mắt trần, với con mắt điên loạn chỉ muốn nhìn những thứ nó thích. Hãy quán chiếu với con mắt của tâm, với con mắt huệ. Đây là sự tu hành có thể nhổ tận gốc sự bám víu vào ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dứt trừ tận gốc sự bám víu là dứt trừ tận gốc sự khổ. Nếu đau khổ phát sinh, nó phát sinh tại đây, nơi có sự bám víu vào ngũ uẩn. Không phải ngũ uẩn tự nó là khổ, nhưng sự bám giữ chúng như thể chúng là của riêng, đó là khổ. Nếu bạn thấy rõ sự thật về những thứ này qua sự hành thiền, đau khổ sẽ được tháo mở, giống như cách bạn tháo mở một con ốc hay cái bù lon. Tâm cũng tháo gỡ theo cách ấy, nó xả bỏ, lùi khỏi sự dính mắc vào cái tốt cái xấu, vào của cải, lời khen tiếng chê, hạnh phúc và đau khổ. Nếu chúng ta không biết sự thật về những điều này, nó cũng giống như con ốc bị chặn chặt. Con ốc siết chặt dần cho đến khi nó đè bẹp bạn và bạn đau khổ đủ phía. Khi bạn biết bản chất của sự việc, bạn tháo mở con ốc, sự chán ngán phát sinh, bạn thấy mệt mỏi đối với các pháp thế gian và bạn không còn lưu luyến chúng nữa. Nếu bạn tháo gỡ tâm theo cách này, bạn sẽ tìm thấy sự bình an. Con người chỉ có một vấn đề, đó là sự bám giữ. Chỉ vì điều này thôi mà họ giết hại lẫn nhau. Tất cả mọi vấn đề, cá nhân, gia đình hay xã hội đều nảy sinh từ một gốc rễ này. Không ai thắng cả, họ giết hại lẫn nhau. Nhưng cuối cùng chẳng ai giành được gì. Được mất, khen chê, vui buồn đều là những pháp thế gian. Những pháp này nhận chìm thế gian, chúng là những kẻ phá rối. Nếu bạn không suy ngẫm về bản chất thật của chúng, bạn sẽ đau khổ. Người ta sẵn sàng giết người vì danh lợi. Tại sao vậy? Bởi vì họ quá coi trọng chúng. Họ được bổ nhiệm vào một địa vị nào đó, và rồi họ say sưa với quyền lực của họ. Họ trở nên kiêu hãnh. Chúng ta nên hiểu biết bản chất của tài sản, danh dự, lời khen và niềm hạnh phúc thế gian. Đừng để chúng đi vào đầu của bạn. Nếu bạn không thực sự hiểu biết những thứ này, bạn sẽ bị phỉnh gạt bởi thế lực, bởi con cái và thân quyến của bạn, bởi đủ thứ hết. Nếu bạn hiểu rõ, bạn sẽ biết rằng chúng đều là những điều kiện vô thường. Nếu bạn dính mắc vào chúng trở nên ô nhiễm. Khi người ta mới sinh ra, họ chỉ là thân và tâm, chỉ vậy thôi. Sau này, họ có thêm cái tên John hay Smith hay bất cứ gì. Đây chỉ là quy ước, và rồi nhiều năm về sau, cái tên của họ lại được gắn thêm chữ bác sĩ hay đại tá hay gì đó. Nếu chúng ta không thực sự hiểu những điều này, chúng ta cho rằng chúng là thật và mang chúng theo với mình suốt ngày. Chúng ta mang của cải, chức vị và tên tuổi theo với mình. Nếu bạn có thế lực, bạn có thể làm đủ thứ chuyện. Nhốt tên đó vào ngục, xử tử tên kia. Chức vị đi đôi với thế lực. Chúng ta bám chặt vào chức vị của mình. Vừa có chức vị là người ta chuẩn bị ra lệnh, không cần biết là đúng hay sai. Họ chỉ hành động dựa vào cảm xúc của họ. Họ cứ tiếp tục làm sai và ngày càng rời xa đạo. Một người hiểu đạo sẽ không ứng xử như vậy. Nếu tài sản và địa vị đến với bạn, cứ để chúng giản dị là tài sản và địa vị. Đừng cho phép chúng đồng hóa với bạn. Cứ sử dụng chúng để làm tròn trách nhiệm của bạn, và chỉ vậy thôi, bạn vẫn là bạn,
không có gì khác cả. Sống như thế là không bị sự việc phỉnh gạt. Bất cứ thứ gì đến với bạn, nó chỉ là những điều kiện. Không có thứ gì có thể cám dỗ tâm để nó bày trò, dựng chuyện. Không có gì có thể quyến rũ nó vào ba thứ độc, tham, sân, si. Đây mới là người hộ trì Phật Pháp thật sự. Dù là bạn nằm trong số người được hộ trì chư tăng hay những người hộ trì người thế tục, hãy xem xét điều này cho kỹ. Hãy trao dồi giới luật bên trong bạn. Đây là cách chắc chắn nhất để hộ trì Phật Pháp. Hộ trì Phật Pháp bằng sự cống hiến vật thực, chỗ ở, thuốc men cũng tốt. Nhưng sự cống hiến đó chỉ đi được tới phần gỗ giác của Phật Pháp. Một cội cây có vỏ cây, gỗ giác và lõi cây. Và cả ba phần này phụ thuộc vào nhau. Lõi cây nương tựa vào vỏ cây và gỗ giác. Gỗ giác nương tựa vào vỏ cây và lõi cây. Cả ba phụ thuộc lẫn nhau để tồn tại, giống như giới, định và huệ. Giới luật chỉnh đốn lời nói và hành động của bạn. Thiền định tập trung tâm ý, trí huệ, hiểu biết hoàn toàn bản chất của tất cả điều kiện. Nghiên cứu như thế, tu hành như thế, và rồi bạn sẽ hiểu biết Phật Pháp rốt ráo. Nếu bạn không nhận ra những điều này, bạn sẽ bị phỉnh gạt bởi tài sản, bởi địa vị, bởi bất cứ thứ gì bạn tiếp xúc. Chúng ta phải xem xét cuộc sống của mình và làm cho chúng phù hợp với sự giảng dạy. Chúng ta nên suy ngẫm rằng tất cả chúng sinh trên thế giới đều là một phần của cái toàn thể. Chúng ta giống như chúng giống như chúng ta, chúng biết vui biết buồn cũng như chúng ta, như nhau cả. Nếu chúng ta suy ngẫm như thế, sự bình an và hiểu biết sẽ phát sinh. Đây là nền tảng của Phật Pháp. Chương 34. Không chắc. Tiêu chuẩn của Bậc Thánh Nhân. Bất kể chúng ta thấy gì hay nghe gì, dầu là vui hay buồn, chỉ việc nói điều này không chắc. Có một đệ tử người Tây Phương của tôi lúc trước, mỗi khi thấy một tỳ kheo hay sa di người Thái hoàng tục, anh nói: "Thật là xấu hổ, tại sao họ làm thế? Tại sao có quá nhiều tỳ kheo và sa di người Thái hoàng tục đến thế?" Anh ta kinh ngạc. Anh ta cảm thấy thất vọng, bởi vì anh chỉ mới đến với Phật Pháp một thời gian ngắn. Lúc đó anh rất hăng say và kiên quyết. Xuất gia là điều duy nhất nên làm. Anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ hoàng tục. Nhưng sau khi thấy có vài vị sư Tây Phương cũng hoàng tục, anh không còn xem thường sự hoàng tục là quan trọng đến thế nữa. Khi người ta hăng say, tất cả đều có vẻ xác đáng và tốt đẹp. Họ không có gì để đo lường cảm xúc của mình và không thật hiểu sự tu hành. Nhưng họ cứ tu và thiết lập định kiến riêng. Những người thật sự hiểu, tâm họ vững vàng, nhưng họ không phô trương. Về phần tôi, khi mới xuất gia, tôi không tu hành nhiều, nhưng tôi tin tưởng rất mãnh liệt. Tôi không biết tại sao, có thể đó là tính chất bẩm sinh. Đến cuối kỳ kiết hạ, những tỳ kheo và sa di tham dự với tôi đều hoàn tục cả. Tôi tự nghĩ, điều gì xảy ra với những người này vậy? Nhưng tôi không dám nói gì cả, bởi vì tôi cũng bị khuấy động. Tôi không biết chắc cảm xúc của mình, nhưng trong tâm tôi cảm thấy họ là những người dại dột. Phát tâm xuất gia mới khó, chứ hoàn tục thì dễ quá. Những người này không có đủ phước báo. Họ nghĩ rằng con đường của thế gian lợi ích hơn là con đường đạo. Tôi nghĩ như thế, nhưng tôi không nói gì cả. Tôi chỉ quan sát tâm của mình. Tôi nhìn thấy từng người một hoàn tục. Đôi lúc họ chân diện và trở lại tu viện để phô trương. Tôi thấy họ khùng thật. Nhưng họ cho là họ ăn mặc hợp thời trang. Tôi nghĩ là họ sai. Nhưng tôi không nói, bởi vì chính tôi cũng không thấy chắc chắn lắm. Tôi không biết niềm tin của tôi kéo dài được bao lâu. Khi tất cả bạn bè của tôi đều hoàn tục cả, tôi không nghĩ đến họ nữa. Không còn ai để tôi quan tâm đến. Tôi bắt đầu nghiên cứu cuốn Patimokkha Balade Mộ Xoa, là một phần của Luật Tạng.
nói về giới luật dành cho tỳ kheo ni. Đây là giới luật mà mỗi lần sám hối, chư tăng phải tự kiểm điểm. Không còn ai làm tôi sao lãng, cho nên tôi để hết tâm trí vào sự tu hành. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám nói gì hết, bởi vì tôi cảm thấy rằng để tu hành suốt cuộc đời và giữ cho tâm luôn kiên định là một việc khó làm. Có người phấn đấu tiếp, có người hoàn tục. Tôi quan sát tất cả. Tôi không quan tâm là họ đi hay ở. Tôi nhìn thấy các bạn tôi ra đi, nhưng tôi chỉ có cảm giác là những người này không hiểu đạo. Vị tăng Tây Phương đó có lẽ cũng nghĩ như tôi. Anh ta thấy có người xuất gia chỉ một kỳ kiết hạ là đã chán ghét bực bội. Sau này, anh ta đạt tới một giai đoạn mà chúng ta gọi là chán ngán cuộc sống thánh thiện. Anh ta thôi tu và rồi cũng hoàn tục. Tại sao anh hoàn tục? Tôi hỏi. Trước kia, khi anh thấy những nhà sư Thái hoàn tục, anh nói thật xấu hổ, thật tội nghiệp. Rồi bây giờ chính anh cũng muốn hoàn tục. Tại sao bây giờ anh không cảm thấy tội nghiệp cho mình? Anh ta không trả lời. Trong việc huấn luyện tâm, không dễ gì có thể tìm được một tiêu chuẩn tốt nếu bạn vẫn chưa phát triển cái tâm chứng kiến bên trong chính mình. Nhưng chúng ta có thể lấy giáo pháp làm tiêu chuẩn. Chúng ta có giáo pháp chưa? Chúng ta suy nghĩ có đúng không? Và nếu sự suy nghĩ đã đúng, chúng ta đã có thể xả bỏ sự đúng đó chưa, hay vẫn còn dính mắc vào đó? Đây là điều quan trọng. Bạn phải quán chiếu cho đến khi bạn đạt tới một điểm nơi mà bạn xả bỏ, nơi không có một thứ gì nữa, nơi không có tốt hay xấu. Rồi bạn dứt nó đi. Bạn dứt bỏ tất cả. Nếu tất cả đã ra đi hết, thì đâu còn có gì nữa. Cho nên, nói đến sự huấn luyện tâm, đôi lúc chúng ta cho là dễ, nhưng sự thật thì nó rất khó, rất là khó. Nó khó vì nó không phù hợp với những ước muốn của chúng ta. Đôi lúc bạn có cảm tưởng như các chư thiên, thánh thần đang giúp đỡ mình. Mọi thứ đều đúng. Bất kỳ chúng ta nghĩ hay nói gì cũng đều có vẻ đúng. Rồi chúng ta dính mắc vào sự đúng đó. Và không bao lâu thì chúng ta đi sai đường và mọi thứ đều trở nên xấu. Tu hành khó là ở chỗ đó. Chúng ta không có một tiêu chuẩn để đo lường sự việc. Con người có rất nhiều đức tin, đầy tự tin, nhưng thiếu trí huệ. Họ có thể có rất nhiều định lực, nhưng không có nhiều trí huệ. Họ chỉ nhìn thấy một mặt của thực tại và chỉ đi theo đó. Họ không quán xét. Đây là tin một cách mù quáng. Họ có đức tin, nhưng nó không xuất phát từ trí huệ. Họ không nhìn thấy điều này. Họ cho là họ có trí huệ, cho nên họ không thấy là mình sai. Cho nên chúng ta được dạy về năm lực, là năm sức mạnh tinh thần giúp đạt giác ngộ: tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Huệ lực ở đây không chỉ giản dị là trí huệ, mà là thứ trí huệ bao trùm tất cả, là trí huệ tối thượng. Các bậc giác ngộ ban cho chúng ta năm bước này để chúng ta có thể xem xét chúng. Trước tiên như là một đối tượng để suy gẫm, và sau đó như là cái thước đo sự tu hành của mình. Lấy thí dụ về tính lực, chúng ta có sự tin chắc không? Chúng ta đã phát triển nó chưa? Tinh tấn lực, chúng ta có nỗ lực chuyên cần hay không? Nỗ lực của chúng ta là đúng hay sai? Ai cũng nỗ lực cả, nhưng nỗ lực đó có khôn ngoan không? Niệm lực cũng vậy. Niệm lực là sự tỉnh giác không ngừng. Ngay cả con mèo cũng có niệm lực. Khi nó thấy con chuột, niệm lực hiện diện. Cặp mắt con mèo nhìn đau đớn vào con chuột. Ai cũng có niệm lực, thú vật, phàm nhân, thánh nhân, tất cả đều có. Định lực hay sự chú tâm, ai cũng có điều này luôn. Trong sự tỉnh giác của con mèo, thiền định cũng ở đó. Trí huệ, con mèo có thứ này luôn, nhưng cũng giống như trí huệ của con người, nó không rộng lớn,
con mèo biết theo cách con vật biết, nó có đủ trí huệ để bắt chuột. Năm thứ này gọi là những năng lực. Có phải năm lực này phát sinh từ chánh kiến không? Tiêu chuẩn đo lường chánh kiến là gì vậy? Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chánh kiến là sự hiểu biết rằng tất cả những thứ này là không chắc chắn. Vì thế, Đức Phật và tất cả thánh nhân không nắm giữ chúng. Họ nắm nhưng không nắm chặt. Họ không để sự nắm giữ đó trở thành một cá tính. Sự nắm giữ không dẫn đến sự trở thành là sự nắm giữ không bị ô nhiễm bởi tham ái. Chỉ có sự tu hành nhưng không có ước muốn trở thành thứ này hay thứ kia. Khi bạn nắm giữ một thứ gì, ở đó có sự vui hưởng hay sự bất mãn không? Nếu có sự vui sướng, bạn có nắm giữ cái vui sướng đó không? Nếu có sự bất mãn, bạn có nắm giữ sự bất mãn đó không? Có những quan niệm có thể dùng làm nguyên tắc để đo lường sự tu hành của chúng ta chính xác hơn. Thí dụ, sự tin tưởng rằng mình tốt hơn những người khác, hay bằng những người khác, hay khờ dại hơn những người khác, đều là những quan niệm sai lầm. Chúng ta có thể cảm giác những thứ này, nhưng chúng ta cũng biết chúng với trí huệ. Chúng ta biết rằng chúng chỉ sinh rồi diệt. Cho rằng mình tốt hơn những người khác là không đúng. Cho rằng mình bằng những người khác là không đúng. Cho rằng mình dở hơn những người khác cũng không đúng. Chánh kiến là cái cắt xuyên qua tất cả những thứ này. Nếu chúng ta nghĩ mình tốt hơn những người khác, lòng kiêu hãnh phát sinh. Nó ở đó nhưng chúng ta không thấy. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình bằng những người khác, chúng ta không tỏ ra tôn trọng và khiêm tốn đúng lúc. Nếu chúng ta nghĩ mình dở hơn những người khác, chúng ta buồn phiền, cho rằng mình xấu số hay bất hạnh. Chúng ta vẫn còn dính mắc vào năm uẩn. Tất cả chỉ là sự trở thành và sinh khởi. Đây là một tiêu chuẩn để đo lường chính mình. Một cách khác là như vậy. Nếu chúng ta có một kinh nghiệm vui vẻ, chúng ta cảm thấy vui vẻ. Nếu chúng ta có một kinh nghiệm xấu, chúng ta không vui. Chúng ta có thể xem cả hai thứ thích và không thích này là có giá trị như nhau không? Hãy đo lường chính mình dựa vào tiêu chuẩn này. Trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta nghe một thứ gì chúng ta thích hay không thích, tâm trạng của chúng ta có thay đổi không? Tâm có động không? Ngay tại đây, chúng ta có một tiêu chuẩn để đo lường. Hãy nhận biết chính mình, đây là nhân chứng của bạn. Đừng làm những quyết định dựa vào sức mạnh của những sự ham muốn. Sự ham muốn có thể thổi phồng chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta là một thứ gì đó. Nhưng thật sự thì không phải. Chúng ta phải rất thận trọng. Có quá nhiều góc cạnh để suy xét, nhưng cách đúng đắn là không đi theo những ham muốn của bạn, mà đi theo sự thật. Chúng ta nên biết cả hai thứ tốt và xấu, và khi chúng ta biết chúng, chúng ta buông bỏ chúng. Nếu chúng ta không buông bỏ, chúng ta vẫn còn ở đó, chúng ta vẫn tồn tại, chúng ta vẫn có. Nếu chúng ta vẫn là cái gì đó, thì vẫn còn một thứ gì đó, vẫn còn có sự trở thành và sinh khởi. Vì thế, Đức Phật bảo chúng ta chỉ nên phán xét chính mình, đừng phán xét người khác, bất kể là họ tốt hay xấu. Đức Phật chỉ vạch ra con đường, Ngài nói, chân lý là như vậy. Bạn nghĩ sao? Tâm chúng ta có giống như thế hay không? Chẳng hạn, giả sử một nhà sư lấy thứ gì đó thuộc về một người khác, rồi người kia buộc tội ông, anh ăn cắp đồ của tôi. Tôi không ăn cắp, tôi chỉ lấy chúng thôi. Thế rồi chúng ta nhờ một vị sư thứ ba phân xử. Anh ta phải quyết định như thế nào đây? Anh ta sẽ yêu cầu vị sư bị cáo xuất hiện trước tăng chúng. Đúng, tôi có lấy nó, nhưng tôi không ăn cắp nó. Hoặc là, đúng là tôi làm thế, nhưng tôi không có ý định. Làm sao có thể tin điều đó? Nếu bạn không thể tin điều đó,
tất cả những gì bạn có thể làm là cứ để người làm chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Nhưng bạn nên biết rằng chúng ta không thể che giấu những sự việc nảy sinh trong tâm mình. Bạn không thể che đậy chúng, bất kể đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp, bất kể hành động là thiện hay ác. Bạn không thể xua đuổi chúng bằng cách phớt lờ chúng, bởi vì những thứ này thường bộc lộ chính nó. Chúng che đậy chính chúng, chúng bộc lộ chính chúng, chúng tự tồn tại, tất cả đều tự động, sự việc vận hành như thế đó. Đừng cố suy đoán về những điều này. Chừng nào còn có sự không biết, chúng ta vẫn chưa xong với chúng. Có người hỏi tôi, tâm của một Anaham đã thanh tịnh chưa? Đôi phần. Hả? Một vị Anaham đã từ bỏ mọi ham muốn dục lạc, làm sao tâm của ông vẫn chưa thanh tịnh? Ông có thể đã buông bỏ mọi ham muốn dục lạc, nhưng vẫn còn có một thứ gì đó, vẫn còn có vô minh. Nếu vẫn còn có một thứ gì đó, thì vẫn còn một thứ gì đó. Nó giống như cái bình bát của một tỳ kheo. Có loại bát cỡ lớn, bát cỡ trung bình, bát cỡ nhỏ. Bất kể nó nhỏ bao nhiêu, vẫn còn có cái bình bát ở đó, đúng không? Nó cũng thế với quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Anaham. Họ đều đã từ bỏ những phiền não nào đó, nhưng chỉ tới một mức độ nào đó. Bất kể là thứ gì còn lại, những thánh nhân đó không nhìn thấy. Nếu họ có thể thấy, họ đã đều là A-la-hán. Họ vẫn không thể thấy tất cả. Vô minh là cái không nhìn thấy. Nếu tâm của một A-na-hàm hoàn toàn khai mở, ông chẳng đã là A-na-hàm. Ông đã hoàn tất sự tu hành rồi, nhưng vẫn còn có một thứ gì đó. Tâm những bậc thánh đó đã thanh tịnh chưa? Một phần nào, nhưng không phải 100%. Tôi làm sao có thể trả lời khác được? Đừng lơ là, Đức Phật khuyên chúng ta luôn cảnh giác. Trong việc huấn luyện tâm, tôi từng muốn thử nhiều thứ, nhưng chúng đều có vẻ sai lạc. Chúng có tính cách huênh hoang tự mãn. Chúng là những quan điểm và lòng kiêu hãnh. Chỉ nhận biết hai thứ này thôi là đủ khó rồi. Có một lần, một người muốn được xuất gia để tưởng niệm người mẹ đã quá giảng của ông. Ông đến tu viện này và không màng chào hỏi chư tăng. Ông khởi sự đi kinh hành ngay trước cửa chánh điện, đi tới đi lui một cách huênh hoang. Tôi nghĩ có những loại người như thế sao? Đây là niềm tin mù quáng. Ông ta chắc hẳn đã quyết định phải khai ngộ trước khi trời tối hay gì đó. Ông tưởng rằng nó dễ đến thế. Ông không nhìn ai cả, cứ cúi đầu lầm lũi đi, như thể sự sống chết của ông tùy thuộc vào đó. Tôi cứ để ông làm thế, nhưng tôi nghĩ, trời ơi, ông nghĩ tu hành dễ thế sao? Tôi không biết ông ở lại bao lâu, nhưng tôi không nghĩ là ông thọ giới. Khi tâm vừa nghĩ đến một điều gì, chúng ta liền cởi nó ra ngoài. Chúng ta không nhận ra rằng đây chỉ là thói quen chế biến của tâm, và sự chế biến này giả dạng trí huệ và quyên thuyên dông dài về những chuyện nhỏ nhặt. Sự chế biến này có vẻ rất khôn ngoan. Nếu không biết rõ, chúng ta có thể nhầm lẫn nó với trí huệ. Nhưng khi đụng chuyện, nó lúng túng, không biết xử lý, bởi nó không phải là thứ thật. Khi đau khổ phát sinh, cái gọi là trí huệ đó ở đâu vậy? Nó có giúp ích được gì không? Nó chỉ là sự chế biến mà thôi. Cho nên, hãy ở lại với Đức Phật. Trong sự tu hành, chúng ta phải xoay vào trong và tìm thấy Đức Phật. Đức Phật vẫn còn sống. Vậy hãy đi vào trong để tìm Ngài. Nếu tâm cố nói với bạn rằng bạn là một vị thánh chữ lưu, hãy mang ý nghĩ này đến với Phật. Ngài sẽ nói, không có gì chắc chắn cả. Nếu bạn nghĩ là mình đã đạt quả vị Tu Đà Hoàng, Ngài sẽ nói, điều này không chắc chắn. Nếu ý tưởng tôi là một Anaham nảy sinh, Đức Phật sẽ chỉ nói một điều, không chắc chắn. Nếu bạn cam chắc mình là một A-la-hán, Ngài sẽ nói một cách kiên quyết hơn,
không chắc chắn chút nào cả. Bất kể điều này là cũ hay mới đối với bạn, tùy thuộc vào bạn, vào trí huệ của bạn. Một người không có trí huệ sẽ không thể phân biệt. Cứ nhìn những cây xoài, nếu chúng được trồng thành cả bụi, có cây lớn trước và có cây sẽ cong mình mọc ra ngoài khỏi cái cây xoài lớn trước đó. Ai bảo chúng làm thế? Đây là thiên nhiên. Thiên nhiên có cả cái tốt và cái xấu, cái đúng và cái sai. Nó có thể thiên về phía đúng hay về phía sai. Nếu chúng ta trồng bất cứ loại cây nào quá gần nhau, những cây mọc sau sẽ đâm nhánh ra khỏi những cây mọc trước nó. Đây là thiên nhiên, là đạo. Cùng thế ấy, ham muốn dẫn đến khổ đau. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu nó sẽ dẫn chúng ta khỏi sự ham muốn, và chúng ta sẽ vượt lên sự ham muốn. Bằng cách khảo sát sự ham muốn, chúng ta sách động nó, khiến nó nhẹ nhàng hơn dần cho đến khi nó tan biến hoàn toàn. Cây cối cũng vậy, có ai ra lệnh cho chúng mọc như thế không? Chúng không thể nói chuyện hay đi tới đi lui, thế nhưng chúng biết cách mọc tránh ra khỏi những chướng ngại. Nơi nào chật chội, chúng uốn cong ra khỏi đó. Đạo nằm ngay tại đây, kẻ trí sẽ nhìn thấy nó. Cây cối không biết gì cả, chúng chỉ sống thuận theo những quy luật tự nhiên. Thế nhưng chúng biết đủ để mọc tránh khỏi những chỗ nguy hiểm và hướng đến một nơi thích hợp. Và những người biết suy nghĩ cũng làm thế. Chúng ta tìm đến cuộc sống không nhà bởi vì chúng ta muốn vượt lên sự khổ đau. Điều gì khiến chúng ta đau khổ? Nếu chúng ta đi vào trong, chúng ta sẽ tìm thấy cái mà chúng ta thích và cái mà chúng ta không thích đều là bất toại nguyện. Nếu chúng là bất toại nguyện, đừng đến gần chúng. Bạn muốn mình say đắm những điều kiện hay chán ghét chúng đều không chắc chắn. Khi chúng ta hướng về Đức Phật, tất cả những thứ này kết thúc. Tôi xuất gia tại một ngôi chùa làng và sống trong những ngôi chùa như thế khoảng vài năm. Tôi muốn tu hành, tôi muốn thành thạo, tôi muốn huấn luyện. Không có ai dạy dỗ tôi trong những ngôi chùa đó, nhưng tôi kiên quyết tu hành. Tôi đi đây đi đó và nhìn chung quanh. Bởi vì có tai nên tôi nghe pháp, bởi vì có mắt nên tôi nhìn. Bất kể nghe ai nói gì, tôi cũng tự nhủ không chắc. Bất kể tôi thấy gì, tôi cũng nói với mình không chắc. Khi lưỡi tôi chạm vào những vị ngọt, chua, mặn, lạc, ngon, dở, hay khi những cảm xúc khác nhau phát sinh trong thân, tôi đều nói với mình điều này không phải là một thứ chắc chắn. Và tôi sống với giáo pháp như thế đó. Sự thật thì tất cả đều không chắc chắn, nhưng tâm tham ái của chúng ta muốn sự việc là chắc chắn. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nhẫn nại. Điều quan trọng nhất là sự nhẫn chịu. Có một lần tôi đi thăm một tu viện cổ, khi nhìn thấy vài chỗ trong vách tường hay tượng Phật bị nứt nẻ, một trong các bạn của tôi nói: "Thật là tội, nứt nẻ đủ chỗ cả." Tôi trả lời: "Nếu sự việc không phải là vậy thì làm gì có cái gọi là Phật, và sẽ chẳng có giáo pháp. Nó nứt nẻ như thế bởi vì nó hoàn toàn phù hợp với lời Phật dạy." Tận đáy lòng tôi cũng buồn khi thấy những ngôi chùa này bị nứt nẻ, nhưng tôi đã dứt bỏ sự đa cảm của tôi và cố nói một điều gì đó có ích hơn cho các bạn của tôi và cho chính tôi. Nếu nó không nứt nẻ như thế thì làm gì có Phật? Có lẽ các bạn tôi không nghe, nhưng tôi đang nghe chính mình. Cách suy nghĩ này rất là hữu ích. Giả sử có ai đó chạy đến gặp tôi và nói: "Luang Po, ngài có biết là người ta vừa nói gì về ngài không? Hoặc là hắn nói như thế về ngài." Có lẽ bạn sẽ tức tối, mới nghe một ít lời phê bình mà đã nổi tam bành, cảm xúc trỗi dậy. Chúng ta phải biết những cảm xúc này rõ ràng. Chúng ta có thể chuẩn bị để trả đũa, nhưng khi xem xét kỹ sự việc, chúng ta mới biết là họ không có ý nói như thế.
Đây là một trường hợp khác về sự không chắc chắn. Tại sao chúng ta vội tin quá vậy? Tại sao chúng ta tin vào lời nói của người khác nhiều đến thế? Bất kể là nghe thấy gì, chúng ta cũng chỉ nên kiên nhẫn, nhẫn nại, xem xét sự việc cẩn thận. Bậc hiền triết luôn xem xét tính không chắc chắn của sự việc khi nói chuyện. Mỗi khi chúng ta phớt lờ tính không chắc chắn của sự việc, chúng ta không phải là một kẻ trí, chúng ta không đang tu hành. Bất kể chúng ta thấy gì hay nghe gì, dầu là vui hay buồn, chỉ việc nói điều này không chắc, hãy nói với chính mình như thế một cách cứng rắn. Hãy điều chỉnh cách nhìn của bạn như thế đối với tất cả mọi thứ. Đừng làm lớn chuyện, hãy mang tất cả vào sự không chắc chắn này. Đây là nơi phiền não kết thúc. Nếu chúng ta hiểu biết bản chất của sự việc như thế, sự ham muốn nhục dục, sự mê đắm và sự ràng buộc phai mờ dần. Tại sao chúng phai mờ dần? Bởi vì chúng ta hiểu, chúng ta biết. Chúng ta đi từ sự vô minh đến sự hiểu biết. Sự hiểu biết phát sinh từ vô minh. Cái biết phát sinh từ sự không biết. Sự thanh tịnh phát sinh từ phiền não. Nó là như thế. Sự việc Đức Phật nhập Niết Bàn không nhất thiết là thật. Trong cách nhìn sâu sắc, Đức Phật vẫn còn sống. Nó cũng giống như cách chúng ta định nghĩa chữ tỳ kheo. Nếu chúng ta định nghĩa nó là người hỏi thì nó quá rộng. Chúng ta có thể định nghĩa nó như thế, nhưng sử dụng cái định nghĩa này quá nhiều thì không tốt. Chúng ta sẽ không biết khi nào nên ngừng hỏi. Để định nghĩa từ này một cách sâu sắc hơn, chúng ta sẽ nói rằng tỳ kheo là người nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi. Như thế không sâu sắc hơn sao? Đây là sự tu hành. Nếu bạn hiểu hoàn toàn, đạo trở thành vô giá, trở thành cội nguồn của sự bình an. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta gần với đạo. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn thấy sự vô thường, tính chất tạm bợ của mọi việc. Chúng ta sẽ nhìn thấy Phật và vượt lên sự khổ của luân hồi. Nếu không phải lúc này, thì là một lúc nào đó trong tương lai. Nếu chúng ta dứt bỏ những phẩm chất của Bậc Thánh Nhân, của Phật hay của Pháp, sự tu hành của chúng ta sẽ trở nên khô cằn và vô hiệu. Chúng ta phải tu hành một cách kiên định, bất kể chúng ta đang làm việc, đang ngồi hay đang nằm. Khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, hay thân kinh nghiệm cảm xúc trong tất cả sự việc, đừng dứt bỏ Phật, đừng xa rời Phật. Đây là kẻ đến gần Phật, người luôn sùng bái Phật. Chúng ta có những nghi lễ sùng bái Phật như buổi tụng kinh sáng, đây là một cách để sùng bái Phật, nhưng nó không phải là sự sùng bái Phật sâu sắc như tôi vừa mô tả. Sùng bái Phật chỉ với sự tụng đọc kinh điển thì cũng giống như việc định nghĩa chữ tỳ kheo như là người hỏi. Nếu chúng ta luôn quán xét sự vô thường, khổ và vô ngã mỗi khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân kinh nghiệm một cảm xúc hay tâm nhận thức các ấn tượng, thì đây cũng giống như cách định nghĩa chữ tỳ kheo như là người nhìn thấy hiểm họa của luân hồi. Nó sâu sắc hơn nhiều và nó cắt xuyên qua rất nhiều thứ. Hãy phát triển thái độ này trong sự tu hành và bạn sẽ đi đúng hướng. Nếu bạn suy ngẫm theo cách này, thì dầu bạn có phải sống xa vị thầy, bạn vẫn gần họ. Nếu bạn sống gần thầy nhưng tâm bạn chưa gặp họ, bạn sẽ cứ chê trách hay nịnh hót họ. Nếu họ làm điều gì vừa ý bạn, bạn nói là họ tốt. Và nếu họ làm điều gì bạn không thích, bạn nói là họ xấu. Và sự tu hành của bạn chỉ quanh quẩn ở đó. Bạn sẽ không đạt được một thứ gì qua việc soi mói người khác. Nhưng nếu bạn hiểu sự giảng dạy này, bạn có thể trở thành một thánh nhân ngay lúc này. Với những vị tăng mới, tôi đã đưa ra thời biểu và những quy luật của tu viện
chẳng hạn như đừng nói quá nhiều, đừng vi phạm những tiêu chuẩn này, bởi chúng là con đường dẫn đến sự giác ngộ, đến niết bàn. Bất cứ ai vi phạm những quy luật này không phải là người tu hành chân chánh, không phải là người xuất gia với ý muốn tu hành trong sạch. Những người như thế có thể thấy được gì? Dầu họ có ở cạnh tôi mỗi ngày, họ sẽ không nhìn thấy tôi. Dầu họ có gần Phật, họ sẽ không thấy Phật nếu họ không tu hành. Cho nên, hiểu đạo hay đắc đạo tùy thuộc vào sự tu hành của bạn. Hãy tự tin, tịnh hóa tâm của bạn. Nếu sự tức giận hay không thích phát sinh, cứ để chúng ở đó trong tâm, nhưng nhìn thấy chúng rõ ràng. Cứ xem xét những thứ đó, chừng nào còn có một thứ gì ở đó, thì có nghĩa là chúng ta vẫn phải đào sâu thêm và học hỏi ngay tại đó. Có người nói, tôi không thể cắt bỏ nó, tôi không thể làm được. Nếu chúng ta nói như thế, thì ở đây chỉ toàn là những người ngu, vô dụng, bởi vì không ai cắt bỏ được phiền não của họ. Bạn phải thử, nếu bạn không thể cắt bỏ nó, hãy đào sâu hơn, đào bới những uế trược, nhổ chúng tận gốc, moi chúng ra dầu chúng ngoan cố đến đâu. Đạo không phải là một thứ có thể đạt được bằng cách chạy theo những ham muốn của mình. Tâm có thể đi một đường và chân lý đi một nẻo. Bạn phải canh phía trước, gác phía sau. Đó là tại sao tôi nói tất cả đều không chắc chắn, tất cả đều tạm bợ. Sự thật này về sự không chắc chắn, cái chân lý giản dị nhưng vô cùng sâu sắc và hoàn thiện này cứ bị con người phớt lờ. Đừng dính mắc vào cái tốt, đừng dính mắc vào cái xấu. Chúng ta tu hành để được giải thoát. Cho nên hãy mang những thứ này đến chỗ dừng nghỉ. Đức Phật dạy chúng ta đặt chúng xuống, từ bỏ chúng, bởi vì chúng chỉ mang đến khổ đau. Chương 35. Dòng nước tĩnh lặng. Tâm của bạn sẽ giống như dòng nước chảy, thế nhưng nó tĩnh lặng. Tĩnh lặng nhưng trôi chảy. Cho nên tôi gọi nó là dòng nước tĩnh lặng chảy. Trí huệ có thể phát sinh tại đây. Ngay bây giờ làm ơn chú ý, đừng để tâm đuổi theo những thứ khác. Cứ tưởng tượng là bạn đang ngồi trên một ngọn núi hay ở một nơi nào đó trong rừng. Chỉ một mình thôi. Bạn đã có gì vào lúc này? Thân và tâm chỉ có hai thứ này thôi. Tất cả những gì nằm bên trong con người ngồi ở đây được gọi là thân thể. Tâm là cái nhận biết và suy nghĩ vào lúc này. Cả hai thứ này cũng được gọi là Nama và Rupa. Nama ám chỉ cái không có Rupa hay hình thể. Tất cả tư tưởng và cảm xúc hay bốn quẩn thọ tưởng hành thức đều là Nama. Chúng đều không có hình thể. Khi mắt nhìn thấy hình thể, hình thể đó gọi là Nama và Rupa, hay chỉ là thân và tâm. Hãy hiểu rằng cái ngồi đây bây giờ chỉ là thân và tâm, nhưng chúng ta từng lẫn lộn hai thứ này với nhau. Nếu bạn muốn được bình an, bạn phải biết sự thật về chúng. Tâm trong tình trạng hiện tại của nó là cái tâm chưa được huấn luyện. Nó không trong sạch và sáng tỏ. Nó chưa phải là cái tâm thuần khiết. Chúng ta phải huấn luyện cái tâm này thêm nữa, xuyên qua sự hành thiền. Có người nghĩ rằng thiền là ngồi trong một tư thế đặc biệt nào đó, nhưng sự thật thì đi, đứng, nằm, ngồi đều là những phương tiện để hành thiền. Bạn có thể tu hành suốt ngày đêm. Định có nghĩa là cái tâm thiết lập vững vàng để phát triển định. Bạn không cần phải giam cái tâm lại. Có người cố đạt được sự bình an bằng cách ngồi yên lặng và không cho phép thứ gì quấy nhiễu họ. Nhưng như thế cũng giống như người chết vậy. Tu hành là để phát triển trí huệ và sự hiểu biết. Định là cái tâm vững vàng, tâm nhất điểm. Nó cố định ở điểm nào vậy? Nó cố định tại cái điểm thăng bằng. Nhưng người tu thiền bằng cách cố yên lặng tâm của họ sẽ nói: tôi cố ngồi thiền, nhưng tâm tôi không đứng yên lấy một phút. Lúc thì nó bay qua bên này, lúc thì bay qua bên kia. Làm sao để cho nó dừng lại? Bạn không cần phải làm cho nó dừng lại.
đó không phải là vấn đề. Nơi nào có sự chuyển động, nơi đó sự hiểu biết có thể phát sinh. Người ta than phiền, nó cứ chạy mất và tôi kéo nó lại, nhưng rồi nó chạy đi nữa và tôi lại kéo nó lại. Họ cứ ngồi đó dằn tới kéo lui mãi. Họ nghĩ rằng tâm của họ đang chạy lung tung khắp chốn, nhưng thật sự nó chỉ có vẻ như đang chạy thôi. Ví dụ, hãy xem xét cái chánh điện ở đây. Ồ, nó lớn quá, bạn nói. Thật ra nó không lớn chút nào. Nó lớn hay nhỏ đều tùy vào sự nhận thức của bạn về nó. Thật sự thì cái chánh điện này chỉ rộng như thế thôi, không lớn không nhỏ, nhưng người ta cứ chạy theo những cảm xúc của họ. Thiền là để tìm thấy sự bình an nội tâm. Trước hết, bạn phải hiểu sự bình an là gì. Nếu bạn không hiểu nó, bạn sẽ không thể tìm thấy nó. Thí dụ, hôm nay bạn đến tu viện mang theo một cây bút đắt tiền. Giả sử trên đường đến đây, bạn để cây bút trong túi áo trước của bạn, nhưng sau đó bạn lấy nó ra và để nó ở một nơi khác, trong túi quần sau của bạn chẳng hạn. Rồi bây giờ bạn thò tay vào túi áo trước, nó không có ở đó, bạn hoảng hốt. Bạn hoảng hốt vì bạn hiểu lầm, vì bạn không biết sự thật của vấn đề. Và rồi bạn đau khổ, bạn không thể quên cây bút bị mất của mình. Sự hiểu biết sai lầm của bạn khiến cho bạn khổ. Buồn quá, mới mua cây bút được vài ngày mà đã mất rồi. Nhưng rồi bạn nhớ ra, ồ biết rồi, khi tôi đi tắm tôi để cây bút trong túi quần sau. Thế là bạn cảm thấy nhẹ nhõm ngay, dầu vẫn chưa thấy cây bút của mình. Thế không, bạn vui vẻ rồi, bạn không còn lo lắng về cây bút của mình. Khi bạn sờ tay vào túi quần sau, nó ở đó. Tâm của bạn đánh lừa bạn suốt thời gian qua. Bây giờ nhìn thấy cây bút, nỗi lo của bạn lắng dịu. Thứ bình an này đến từ sự nhìn thấy nguyên nhân của vấn đề hay nguyên nhân của sự khổ. Bạn vừa nhớ lại là cây bút nằm trong túi quần sau thì sự khổ chấm dứt. Cho nên bạn phải quán chiếu để có thể tìm thấy sự bình an. Điều mà người ta nói là sự bình an chỉ là sự lắng yên của tâm, không phải sự lắng yên của phiền não. Phiền não chỉ tạm thời bị chặn đứng, giống như bản cỏ bị tảng đá đè lên trên. Nếu sau 3-4 ngày bạn lấy tảng đá đi thì không bao lâu cỏ sẽ mọc trở lại. Cỏ không chết, nó chỉ bị đè nén. Nó cũng giống như việc ngồi thiền, tâm lắng dịu nhưng phiền não thì không. Thiền định mang tới một thứ bình an, nhưng nó cũng giống như tảng đá đè lên cỏ, nó chỉ tạm thời. Để đạt được sự bình an thật, bạn phải phát triển trí huệ. Sự bình an của trí huệ thì giống như việc đặt tảng đá lên mảng cỏ và không nhấc nó lên, cứ để nó ở đó. Cỏ không thể nào mọc lên lại. Đây là sự bình an thật, sự lắng dịu của phiền não. Chúng ta nói về trí huệ và sự tĩnh lặng như hai thứ riêng biệt, nhưng thật ra chúng là một và giống nhau. Trí huệ là chức năng động của thiền định, thiền định là khía cạnh tỉnh của trí huệ. Chúng phát sinh cùng một chỗ nhưng có chức năng khác nhau, khuynh hướng khác nhau. Giống như trái xoài ở đây, lúc đầu nó là một trái xoài xanh nhỏ, rồi nó lớn lên dần mãi cho đến khi nó chín. Trái nhỏ, trái lớn và trái chín đều là cùng một trái xoài, nhưng điều kiện của nó thay đổi. Trong sự tu hành, một điều kiện gọi là thiền định, điều kiện đến sau gọi là trí huệ. Nhưng thật sự thì giới định huệ đều là một thứ, giống như trái xoài vậy. Trong trường hợp nào cũng vậy, bất kể bạn nói đến khía cạnh nào của sự tu hành, bạn phải luôn bắt đầu với cái tâm. Bạn biết cái tâm này là gì không? Nó ở đâu vậy? Không ai biết cả. Chúng ta chỉ biết là chúng ta muốn đi qua bên này hay bên kia, chúng ta muốn điều này hay điều kia, chúng ta cảm thấy tốt hay xấu. Nhưng tâm thì thật khó biết. Tâm là cái gì? Tâm không có hình thể. Cách tiếp nhận những cảm thọ tốt và xấu chúng ta gọi là tâm. Nó giống như người chủ nhà. Người chủ nhà ở mãi trong nhà, còn khách khứa thì đến gặp họ. Chủ nhà là người tiếp khách. Ai tiếp nhận các cảm thọ? Cái tiếp nhận các cảm thọ là gì vậy? Ai buông bỏ các cảm thọ? Đó là cái chúng ta gọi là tâm. Nhưng con người không thể nhìn thấy nó, cho nên họ cứ suy nghĩ lòng vòng. Tâm là gì? Nó có phải là bộ óc không? Đừng làm vấn đề rối rắm như thế. Nhưng cái tiếp nhận các cảm thọ là gì? Có cảm thọ nó thích, có cái nó không thích. Ai thế?
có một người ở đó để thích hay không thích sao? Hẳn nhiên, như chúng ta không thể thấy nó, chúng ta cho nó là một từ ngã, nhưng thật ra nó chỉ là một pháp vô hình. Do đó, chúng ta bắt đầu tu hành bằng cách lắng dịu tâm, đặt sự nhận biết vào trong tâm. Nếu tâm nhận biết, nó sẽ được bình an. Có người không thiết lập sự nhận biết, họ chỉ muốn được bình an kiểu trống rỗng. Vì thế, họ không bao giờ học hỏi được điều gì. Nếu chúng ta không có người biết này, chúng ta lấy gì làm nền tảng cho sự tu hành của mình? Nếu không có dài, sẽ không có ngắn. Nếu không có đúng, sẽ không có sai. Có người thời nay cứ nghiên cứu mãi, tìm kiếm điều thiện và điều ác, nhưng cái vượt lên sự thiện ác thì họ không biết chút nào cả. Họ chỉ biết cái đúng và cái sai. Tôi chỉ muốn cái đúng thôi, tôi không muốn biết về cái sai. Để làm gì? Nếu bạn cố lấy cái đúng thôi thì không bao lâu nó sẽ lại sai. Đúng dẫn tới sai. Họ nghiên cứu về cái dài và cái ngắn, nhưng cái không dài không ngắn thì họ không biết chút nào cả. Một con dao có cạnh bén và cạnh cùn, và một cái tay cầm. Bạn có thể chỉ nâng cái cạnh bén lên thôi không? Bạn có thể chỉ nâng cái cạnh cùn hay tay cầm lên thôi không? Cái tay cầm, cạnh cùn, cạnh bén đều là những phần của cùng một con dao. Khi bạn nhặt con dao lên, bạn được cả ba phần. Cùng thế ấy, nếu bạn lấy cái tốt, cái xấu theo sau, nếu bạn lấy hạnh phúc, đau khổ theo sau. Sự tu hành dính mắc vào sự tốt lành và từ khước sự xấu là đạo của trẻ con. Nó giống như đồ chơi. Dĩ nhiên, nếu bạn chỉ có thể hiểu được bấy nhiêu thì cũng không sao. Nhưng nếu bạn bám vào điều tốt, điều xấu sẽ theo sau. Khúc cuối của con đường này sẽ rối rắm, nó không tốt lắm. Nếu bạn không nghiên cứu điều này, sự tu hành của bạn không thể hoàn tất. Thử lấy một thí dụ, nếu bạn có con, giả sử bạn chỉ muốn yêu thương chúng và không bao giờ giận ghét chúng. Đây là lối suy nghĩ của những người không biết bản chất của con người. Nếu bạn nắm giữ tình thương, sự thù ghét sẽ theo sau. Tương tự như thế, người ta học hỏi giáo pháp để phát triển trí huệ, cho nên họ xem xét kỹ điều thiện và điều ác. Rồi sau khi nhận ra điều thiện và điều ác, họ làm gì? Họ cố bám vào điều thiện và điều ác theo sau. Họ không học hỏi cái vượt lên sự thiện ác. Đây là điều bạn nên học hỏi. Những người như thế nói, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Nhưng họ sẽ không bao giờ nói, tôi sẽ không là thứ gì cả, bởi vì đâu có thứ gì thật sự là tôi. Họ chưa học điều này. Tất cả những gì họ muốn là sự thiện lành. Và nếu họ đạt được điều đó, họ lạc lối trong đó. Thế nhưng khi sự việc trở nên sáng sủa, thuận lợi, họ thối đọa và trở nên xấu. Cho nên con người cứ tốt rồi xấu, xấu rồi tốt như thế mãi. Hãy huấn luyện tâm cho đến khi nó thuần khiết. Tâm thuần khiết sẽ vượt lên cả thiện lẫn ác, vượt lên cả sự thuần khiết. Thế là hoàn tất. Đó là khi sự tu hành kết thúc. Chỉ khi bạn có thể khiến cho tâm vượt lên cả hạnh phúc lẫn khổ đau, bạn mới tìm thấy sự bình an thực. Đó là sự bình an chân chánh. Đây là đề tài mà đa số người không nghiên cứu. Họ không thật sự nhìn thấy điều này. Đừng nghĩ rằng huấn luyện tâm là chỉ ngồi đó yên lặng. Có người than phiền, tôi không thể thiền, tôi quá hiếu động. Mỗi khi ngồi xuống, tôi nghĩ đến chuyện này chuyện kia, tôi không thể tu hành. Nghiệp chướng tôi nặng nề quá. Tôi nên dùng hết những nghiệp ác của mình trước, rồi mới trở lại để tu thiền. Được, cứ thử đi. Thử dùng cho hết ác nghiệp của bạn. Những cái gọi là chướng ngại là những cái chúng ta phải học hỏi. Mỗi khi chúng ta ngồi, tâm liền chạy ra ngoài. Chúng ta đi theo nó, rồi cố mang nó lại và quan sát nó, nhưng rồi nó lại chạy đi nữa. Đây là điều mà các bạn cần học hỏi. Đa số người không muốn học bài học của họ từ thiên nhiên. Giống như một cậu học trò nghịch ngợm không muốn làm bài tập của mình. Họ không muốn nhìn thấy tâm thay đổi. Nhưng như vậy thì họ phát triển trí huệ bằng cách nào? Chúng ta phải sống với sự thay đổi này. Khi chúng ta biết rằng tâm là như thế đó, không ngừng thay đổi, khi chúng ta biết rằng đây là bản chất của nó, chúng ta sẽ hiểu nó. Giả sử bạn có một con khỉ nuôi trong nhà. Con khỉ không ở yên một chỗ được lâu. Nó nhảy quanh và chụp cái này nắm cái kia. Nhưng khỉ là vậy đó. Bây giờ bạn đến tu viện và nhìn thấy một con khỉ ở đây. Con khỉ này cũng không đứng yên một chỗ. Nó nhảy nhót lung tung giống như con khỉ ở nhà vậy.
nhưng nó không làm phiền bạn, phải không? Bạn đã từng nuôi một con khỉ nên bạn biết chúng ra sao. Nếu bạn biết chỉ một con khỉ thì bất kể bạn đi đâu, bất kể bạn nhìn thấy bao nhiêu con khỉ, bạn sẽ không bị chúng phiền nhiễu, đúng không? Đó là bởi vì bạn là người hiểu khỉ. Nếu chúng ta hiểu khỉ, chúng ta sẽ không trở thành khỉ. Nhưng nếu bạn không hiểu khỉ, bạn có thể trở thành một con khỉ, hiểu không? Nếu bạn thấy chúng muốn nắm cái này chụp cái kia và bạn la lên, ê, ngừng lại, rồi bạn tức giận, con khỉ mất dạy đó, thế thì bạn là một người không biết khỉ. Một người biết khỉ nhận thấy rằng con khỉ ở nhà và con khỉ ở tu viện cũng như nhau. Tại sao lại tức giận? Một khi bạn nhìn thấy bản chất của loài khỉ, thế là xong, bạn có thể được bình an. Sự bình an là như thế đó. Chúng ta phải biết các cảm xúc. Có cảm xúc thoải mái, có cái khó chịu, nhưng điều đó không quan trọng. Đó là vấn đề của chúng. Cũng giống như khỉ vậy, chúng ta nên hiểu các cảm xúc và biết cách buông bỏ chúng. Cảm xúc không chắc chắn, chúng tạm bợ, không hoàn mỹ và vô chủ. Mọi thứ mà chúng ta tiếp nhận đều là như thế. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp nhận các cảm xúc, chúng ta biết chúng giống như biết loài khỉ, và rồi chúng ta có thể bình an. Phải có những thứ này. Nếu không có các cảm xúc, bạn không thể phát triển trí huệ. Với một người học trò nghiêm túc thì càng có nhiều cảm xúc càng tốt. Nhưng nhiều thiền giả rất sợ các cảm xúc, họ không muốn đối phó với chúng. Đây là đứa học trò không muốn đi tới trường và không nghe lời thầy. Những cảm xúc này đang dạy dỗ chúng ta. Khi chúng ta nhận biết các cảm xúc, chúng ta đang tu hành. Sự bình an bên trong các cảm xúc thì cũng giống như sự hiểu biết con khỉ ở đây. Khi bạn hiểu bản chất của loài khỉ, bạn không còn bị chúng phiền nhiễu. Sự tu hành cũng vậy. Đạo không ở đâu xa, nó ở ngay trong chúng ta. Đạo không liên quan đến những thiên thần trên trời hay những thứ như thế. Nó chỉ là về chúng ta, về những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ. Hãy quan sát chính mình. Đôi lúc có sự hạnh phúc, đôi lúc đau khổ, đôi lúc thương, đôi lúc ghét. Đây là đạo. Bạn phải đọc những kinh nghiệm của mình. Bạn phải biết các cảm xúc trước khi bạn có thể buông bỏ chúng. Khi bạn nhìn thấy rằng các cảm xúc đều vô thường, chúng sẽ không làm phiền bạn nữa. Khi một cảm xúc vừa nảy sinh, chỉ việc nói với chính mình, nó là một thứ không chắc chắn. Khi tâm trạng thay đổi, không chắc, bạn có thể sống bình an với những thứ này. Giống như nhìn thấy con khỉ mà không bị quấy rầy. Nếu bạn biết sự thật về những cảm xúc, đó là bạn hiểu đạo. Bạn buông bỏ các cảm xúc, chỉ thấy rằng chúng đều không chắc chắn. Sự không chắc chắn mà chúng ta nói đến ở đây là Phật. Phật là Pháp. Pháp là tính chất của sự không chắc chắn. Bất cứ ai nhìn thấy sự không chắc chắn của sự việc, nhìn thấy cái thực tại không thay đổi của chúng. Pháp là như vậy đó, và đó là Đức Phật. Nếu bạn nhìn thấy Pháp, bạn nhìn thấy Phật. Nhìn thấy Phật, bạn nhìn thấy Pháp. Nếu bạn biết sự vô thường, không chắc chắn, bạn sẽ buông bỏ sự việc và không nắm giữ chúng nữa. Bạn nói, đừng làm dở cái ly của tôi. Bạn có thể ngăn cản một thứ có thể dở để nó đừng dở không? Nó sẽ dở sớm hay muộn thôi. Nếu bạn không làm nó dở, một người khác sẽ làm. Nếu không có ai làm nó dở, một trong những con gà sẽ làm thế. Đức Phật bảo chúng ta chấp nhận điều này. Thấu hiểu sự thật về những điều này, Ngài nhìn thấy rằng cái ly này vốn đã dở rồi. Sự hiểu biết của Đức Phật là như thế này. Ngài nhìn thấy cái ly dở bên trong cái ly chưa dở. Mỗi khi bạn dùng cái ly này, bạn nên ngẫm nghĩ rằng nó đã dở. Khi thời gian đến nó sẽ dở. Hãy dùng cái ly, hãy chăm sóc cho nó, cho đến ngày nó tụt khỏi bàn tay bạn và dở tan. Không sao cả. Tại sao không? Bởi vì bạn đã nhìn thấy sự dở tan của nó từ trước. Tôi rất thích cái ly này, bạn nói. Tôi hy vọng nó có bao giờ dở. Vài bữa sau, con chó làm dở nó. Tôi sẽ giết con chó khốn nạn đó. Bạn ghét con chó vì nó làm dở cái ly của bạn. Nếu một trong các con của bạn làm dở nó, bạn sẽ ghét nó luôn. Tại sao vậy? Bởi vì bạn ngăn mình lại và nước không có chỗ thoát. Bạn xây một cái đập mà không có đập tràn. Điều duy nhất
cái đập có thể làm là bể tung, phải không? Khi bạn xây một cái đập, bạn cũng phải làm một cái đập tràn. Khi nước dâng lên quá cao, nó có thể chảy ra một cách an toàn. Bạn phải có một cái van an toàn như thế. Sự vô thường của cái van an toàn của các thánh nhân. Nếu bạn có cái van an toàn này, bạn sẽ bình an. Đi, đứng, nằm, ngồi, hãy tu hành liên tục. Dùng chánh niệm để canh gác và bảo vệ tâm. Chừng nào bạn không dứt bỏ Phật, bạn sẽ không đau khổ. Vừa dứt bỏ Phật, vừa dứt bỏ sự quán chiếu về tính chất tạm bợ, bất toàn và vô chủ là bạn đau khổ ngay. Nếu bạn có thể tu hành được bấy nhiêu thì đã đủ, đau khổ sẽ không phát sinh. Hoặc nếu đâu có phát sinh, bạn có thể giải quyết ổn thỏa, và điều này sẽ khiến cho sự khổ không phát sinh trong tương lai. Đây là dứt điểm của sự tu hành, một điểm nơi sự khổ không còn phát sinh. Và tại sao sự khổ không phát sinh? Bởi vì chúng ta đã nhận ra nguyên nhân của sự khổ. Bạn không cần đi xa hơn điểm này, chỉ bấy nhiêu là đủ. Quán chiếu điều này trong tâm của bạn. Tất cả các bạn đều có năm giới làm nền tảng, không cần phải nghiên cứu tam tạng kinh điển. Chỉ việc tập trung vào năm giới trước, lúc đầu bạn sẽ làm lầm lỗi. Khi bạn nhận ra điều này, hãy dừng ngay, quay lại và tái thiết lập giới hạnh của bạn. Có thể bạn sẽ đi lạc và làm một lầm lỗi khác. Khi bạn nhận ra điều này, tái thiết lập chính mình. Nếu bạn tu hành như thế này, bạn sẽ có chánh niệm liên tục trong mọi tư thế. Khi đến giờ ngồi thiền, bạn ngồi thiền. Nhưng thiền không chỉ là ngồi, bạn phải cho phép tâm kinh nghiệm sự việc hoàn toàn, cho phép sự việc diễn tiến tự nhiên và xem xét bản chất của chúng. Bạn xem xét chúng như thế nào? Hãy nhìn thấy chúng là vô thường, bất toàn và vô chủ. Tất cả đều không chắc chắn. Cái này đẹp quá, tôi phải có nó. Đó không phải là một điều chắc chắn. Tôi không thích cái này chút nào cả. Hãy nói với mình ngay tại đó: không chắc. Nhưng nếu bạn cố xem sự việc là thật, tôi sẽ lấy cho được thứ này. Bạn đã đi lạc hướng được làm thế. Bất kể bạn thích một điều gì đến chừng nào, bạn nên suy nghĩ là nó không chắc chắn. Có một món ăn có vẻ rất thơm ngon, nhưng bạn nên suy nghĩ rằng nó không phải là điều chắc chắn. Nó có thể trông rất chắc chắn, trông rất ngon, nhưng bạn vẫn phải nói với mình không chắc. Nếu bạn muốn kiểm tra xem nó có chắc chắn không, hãy thử ăn món ruột của bạn mỗi ngày. Mỗi một ngày nhớ nhé, cuối cùng bạn sẽ than phiền: món này không thấy ngon nữa. Cuối cùng bạn sẽ nghĩ: thật ra tôi thích món kia hơn. Nhưng đó cũng không phải là một điều chắc chắn. Có người ngồi cho đến khi họ đờ đẫn cả ra, chẳng khác gì người chết. Họ không thể phân biệt phía nào là nam, phía nào là bắc. Đừng đi đến chỗ cực đoan như vậy. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ khi đi kinh hành, hãy thay đổi tư thế. Hãy có trí huệ. Nếu bạn mệt mỏi quá, hãy nghỉ một lát. Khi vừa thức giấc, hãy tiếp tục tu hành. Đừng để mình rơi vào trạng thái đờ đẫn. Bạn phải tu hành như vậy, phải hợp lý, có trí huệ và thận trọng. Khởi sự tu hành từ chính thân và tâm của bạn, nhìn thấy chúng vô thường. Hãy nhớ như thế: khi bạn nhìn thấy thức ăn thơm ngon, bạn phải tự nhủ, không phải là một điều chắc chắn, bạn phải đánh trước. Thường thì hầu như lần nào bạn cũng bị nó đánh trước, phải vậy không? Nếu bạn không thích một thứ gì, bạn khổ sở vì điều đó. Đây là cách sự việc đánh đấm chúng ta. Bạn chưa bao giờ có cơ hội ra tay trước. Hãy tu hành trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi. Bạn có thể kinh nghiệm sự tức giận trong bất cứ tư thế nào, đúng không? Bạn có thể nổi giận khi bạn đang đi, khi đang ngồi hay đang nằm. Bạn có thể kinh nghiệm sự ham muốn trong bất kỳ tư thế nào. Cho nên sự tu hành của chúng ta phải nới rộng tới mọi tư thế. Đừng chỉ phô trương, hãy thật sự lạc. Khi ngồi thiền, một điều gì đó có thể phát sinh. Trước khi nó lắng dịu thì một thứ khác đã chạy xông vào. Bất cứ khi nào những thứ này xuất hiện, chỉ việc nói với bạn: không chắc, không chắc. Hãy đắm nó trước khi nó có cơ hội đắm bạn. Đây là điểm quan trọng. Nếu bạn biết rằng mọi việc đều vô thường, sự suy nghĩ của bạn sẽ tháo mở dần. Bạn quán chiếu về sự không chắc chắn của những chuyện đã qua, bạn sẽ nhìn thấy rằng mọi thứ đều đi cùng một đường. Mỗi khi có điều gì đó phát sinh,
tất cả những gì bạn cần nói là: ồ, là một đứa khác. Nếu tâm bạn bình an, nó sẽ giống như dòng nước tĩnh lặng đang trôi chảy. Bạn có bao giờ nhìn thấy một dòng nước tĩnh lặng trôi chảy không? Đúng như thế, bạn đã từng thấy dòng nước chảy và dòng nước tĩnh lặng, nhưng có lẽ chưa bao giờ thấy một dòng nước tĩnh lặng chảy. Ngay tại đó, ngay cái nơi mà sự suy nghĩ không thể mang bạn tới, ngay trong sự bình an, bạn có thể phát triển trí huệ. Tâm của bạn sẽ giống như dòng nước chảy, thế nhưng nó tĩnh lặng. Tĩnh lặng nhưng trôi chảy, cho nên tôi gọi nó là dòng nước tĩnh lặng chảy. Trí huệ có thể phát sinh tại đây. Chương 36. Sự siêu việt. Nguyên nhân của tất cả những sự rối rắm này là tự ngã. Tự ngã chỉ là cái vỏ bên ngoài. Chúng ta lột bỏ lớp vỏ bên ngoài để có thể nhìn thấy cái cốt tủy, tức là cái siêu việt. Khi nhóm 5 người tu khổ hạnh rời bỏ Đức Phật, Ngài xem đó là một sự may mắn, bởi Ngài sẽ có thể tiếp tục tu hành mà không bị ngăn trở. Những người này rời bỏ Ngài vì họ nghĩ rằng Ngài chỉnh mãn việc tu hành và trở lại với lối sống buông thả. Trước đó, Ngài rất chuyên tâm tu tập theo lối khổ hạnh ép sát. Đối với miếng ăn, giấc ngủ, Ngài đã hành hạ mình rất nhiều, nhưng Ngài không thấy lối tu hành đó có kết quả. Sự tu hành của Ngài phát xuất từ sự kiêu hãnh và bám giữ. Ngài lẫn lộn những giá trị thế gian và tính ích kỷ với chân lý. Thí dụ, nếu có người quyết định tu khổ hạnh ép sát để được người đời tôn kính, đây là sự tu hành vì thế gian, tu hành vì danh lợi. Tu hành với ý muốn như thế gọi là lẫn lộn con đường thế gian với chân lý. Một lối tu hành khác là lẫn lộn quan điểm của mình với chân lý. Bạn chỉ tin vào chính mình, vào sự tu hành của chính bạn. Bất kể người khác nói gì, bạn nhất định bám chặt vào quan điểm của mình. Đây gọi là lẫn lộn chính mình với chân lý. Bất kể bạn xem thế gian hay xem chính bạn là chân lý, đó đều là những sự ràng buộc mù quáng. Đức Phật nhìn thấy điều này và Ngài thấy rằng ở đó không có sự đi theo giáo pháp, không có sự tu hành vì chân lý. Cho nên sự tu hành của Ngài không có kết quả, Ngài vẫn chưa dứt trừ phiền não. Rồi Ngài thay đổi hoàn toàn và xem xét lại tất cả nỗ lực tu hành của Ngài từ lúc ban đầu. Kết quả của tất cả những sự tu hành đó là gì? Xem xét kỹ, Ngài mới thấy nó chứa đầy tính chất kiêu hãnh và thế tục. Không có giáo pháp, không có trí huệ về sự vô thường, không có sự rỗng không hay xả bỏ hoàn toàn. Sau khi cân nhắc sự việc cẩn thận, Đức Phật biết rằng dù Ngài có giải thích những điều này tới 5 vị đồng tu, họ cũng sẽ không hiểu. Đó không phải là một thứ mà Ngài có thể truyền đạt dễ dàng, bởi vì họ vẫn bám chặt vào lối suy nghĩ và tu hành cũ. Đức Phật thấy rằng nếu bạn tu hành theo cách đó thì dù đến chết bạn cũng không đạt được điều gì, bởi vì sự tu hành đó được thúc đẩy bởi những giá trị thế gian và lòng kiêu hãnh. Quán xét sâu xa, Ngài hiểu ra sự tu hành đúng. Tâm là tâm, thân thể là thân thể. Thân thể không phải là nguồn gốc của sự ham muốn hay phiền não. Dù bạn có tiêu hủy thân thể, bạn vẫn không thể tiêu hủy phiền não. Dù bạn có nhịn đói và không ngủ cho đến khi thân thể chỉ còn xương bọc da, bạn vẫn không dập tắt phiền não. Nhưng sự tin tưởng rằng phiền não có thể được xóa tan bằng cách đó, giáo lý của pháp môn ép sát đã ăn sâu vào tâm trí của 5 tu sĩ khổ hạnh đó. Và rồi Đức Phật bắt đầu ăn uống bình thường và tu hành một cách tự nhiên hơn. Khi 5 tu sĩ này thấy sự thay đổi trong lối tu hành của Đức Phật, họ nghĩ rằng Ngài đã từ bỏ lối tu ép sát và quay lại với dục lạc thế gian. Sự nhận thức của Đức Phật vượt lên một đẳng cấp cao hơn. Nhưng 5 tu sĩ đó cho rằng Ngài đang thoái hóa.
họ không thể buông bỏ lối suy nghĩ của mình. Nhưng Đức Phật đã nhìn thấy sự sai lầm của mình và buông bỏ nó. Và rồi, giống như chim rời khỏi một cội cây không còn cho đủ bóng mát, hay như cá rời khỏi cái hồ nước quá nhỏ quá dơ, năm tu sĩ khổ hạnh từ bỏ Đức Phật cùng thế ấy. Bây giờ Đức Phật tập trung vào việc quán chiếu đạo, Ngài sống thoải mái hơn và tự nhiên hơn. Ngài cho phép tâm là tâm, thân thể là thân thể. Ngài không cưỡng ép sự tu hành của mình một cách quá đáng, chỉ vừa đủ để tháo lỏng dần những gông cùm của tham sân si. Trước đó Ngài rơi vào hai thái cực. Khi hạnh phúc và tình thương phát sinh, Ngài bị khuấy động và dính mắc vào chúng. Ngài đồng hóa mình với chúng và không thể buông bỏ. Ngài mắc kẹt vào đó. Đó là một thái cực. Thái cực kia là khi Ngài tu hành ép sát với năm tu sĩ kia. Hai thứ cực đoan này Ngài gọi là mê đắm trong dục lạc và mê đắm trong khổ hạnh. Đức Phật đã từng dính mắc vào các điều kiện. Ngài nhìn thấy rõ rằng hai đường lối này không phải là đường lối của một người xuất gia chân chánh. Nếu Ngài loanh quanh trong đó, cứ chạy từ thái cực này qua thái cực kia, Ngài sẽ chẳng bao giờ trở thành một người thấu hiểu thế gian. Và rồi Đức Phật tập trung hoàn toàn vào tâm và sự huấn luyện tâm. Các pháp thế gian diễn tiến thuận theo những điều kiện hỗ trợ của chúng. Ví dụ, thân thể kinh nghiệm đau đớn, bệnh hoạn, nóng, lạnh, vân vân. Những thứ này tự động xảy ra và tự chúng không có vấn đề. Thật ra, con người quá lo lắng về thân thể của họ. Tà kiến khiến họ lo lắng và ràng buộc với thân thể của họ quá nhiều, đến độ họ không thể buông bỏ. Hãy xem xét cái chánh điện ở đây. Chúng ta xây nó lên và nói rằng nó là của chúng ta. Nhưng thằng lằn đến sống ở đây, chuột cũng đến sống ở đây, và chúng ta luôn đuổi chúng đi, bởi vì chúng ta cho rằng cái nhà này thuộc về chúng ta, không phải cho chuột và thằng lằn ở. Bệnh hoạn của thân thể cũng vậy. Chúng ta xem cái thân thể này là nhà của chúng ta, thuộc về chúng ta. Nếu chúng ta đau đầu hay đau bụng, chúng ta tức giận, chúng ta không muốn khổ. Những cái chân này là của chúng ta không muốn chúng bị đau. Đây là đầu của chúng ta không muốn nó có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta phải chữa lành tất cả bệnh hoạn và đau nhức bằng mọi giá. Đây là nơi chúng ta bị phỉnh gạt và rời xa chân lý. Chúng ta chỉ là khách khứa của thân thể này. Cứ như cái chánh điện này, nó không thực sự là của chúng ta. Chúng ta chỉ là những người mướn nhà, như mấy con chuột, con thằng lằn ở đây vậy. Nhưng chúng ta không hiểu điều này. Đức Phật đã dạy rằng không có một tự ngã lâu dài bên trong thân thể này, nhưng chúng ta nắm giữ nó như thể nó là chúng ta. Khi thân thể thay đổi, chúng ta không thích. Nhưng nếu tôi nói thẳng ra, bạn lại càng bối rối. Đây không phải là bạn, tôi nói thế, và bạn càng hoang mang hơn. Sự tu hành của bạn chỉ củng cố thêm cái bản ngã mà thôi. Cho nên đa số người không thực sự nhìn thấy chính họ. Người nhìn thấy chính mình là người biết rằng sự việc không phải là họ và không thuộc về họ. Đây là quán sát các pháp hữu vi đúng với bản chất của nó. Hiểu biết bản chất của các pháp hữu vi là trí huệ. Nếu bạn không biết bản chất thực của các pháp hữu vi, bạn luôn xung đột với chúng, luôn kháng cự chúng. Bạn nghĩ sao? Chúng ta nên buông bỏ các pháp hữu vi hay cố kháng cự chúng? Thế nhưng chúng ta gian xin chúng tuân theo những ước muốn của chúng ta. Chúng ta tìm đủ mọi cách để sắp xếp chúng hay thương lượng với chúng. Nếu thân thể bị bệnh và đau nhức, chúng ta không muốn nó như thế, nên chúng ta tìm kiếm đủ thứ kinh, thứ chú khác nhau. Chúng ta không muốn thân thể đau nhức, chúng ta muốn bảo vệ nó, điều khiển nó.
những kinh tụng này có thể trở thành một hình thức lễ tục huyền bí, khiến chúng ta càng bị ràng buộc thêm khi chúng ta tụng kinh để đuổi bệnh, tăng tuổi thọ, vân vân. Thật ra, Đức Phật cho chúng ta những giáo lý này để giúp chúng ta nhìn thấy rõ, nhưng chúng ta lại tụng chúng để tăng thêm vô minh của mình. Kinh điển là để giúp chúng ta hiểu biết sự thật về thân thể, để rồi chúng ta có thể xả bỏ nó và xả bỏ sự ràng buộc của chúng ta. Đây gọi là tụng kinh để cắt giảm sự việc, nhưng chúng ta thường tụng kinh để có thể nới rộng chúng thêm. Hoặc là nếu chúng ta cảm thấy một thứ gì đó quá dài, chúng ta thử tụng kinh để làm nó ngắn lại, để ép buộc thiên nhiên làm theo ý chúng ta. Tất cả đều là ảo tưởng. Mọi người ngồi đây trong chánh điện này đều bị phỉnh gạt. Những người tụng kinh bị phỉnh gạt, người ngồi nghe cũng bị phỉnh gạt, tất cả đều bị phỉnh gạt. Tất cả những gì họ có thể nghĩ là làm sao để tránh khổ. Khi nào họ biết chịu tu hành? Khi bệnh hoạn phát sinh, người biết không thấy điều đó có gì lạ cả. Sinh ra trong thế giới này là phải kinh nghiệm bệnh hoạn. Khi Đức Phật và các thánh nhân bị bệnh, họ chữa bệnh bằng thuốc men. Đó chỉ là vấn đề điều chỉnh những nguyên tố thôi. Họ không bám vào thân thể một cách mù quáng hay thực hiện những nghi lễ này nọ để đuổi bệnh. Họ chữa bệnh với chánh kiến, không phải với ảo tưởng. Nếu nó lành bệnh thì tốt, nếu nó không lành bệnh cũng không sao. Họ nhìn xem sự việc như thế đó. Người ta nói rằng Phật giáo đang hưng thịnh tại Thái Lan, nhưng theo tôi thì nó suy thoái quá xa. Các thính đường thuyết pháp luôn đầy người, nhưng họ đặt tâm không đúng chỗ. Ngay cả những thành viên cao tuổi đạo của cộng đồng cũng vậy. Vì thế họ chỉ dẫn nhau đi sâu vào ảo tưởng. Những người đó vượt lên khổ đau bằng cách nào? Họ có những bài kinh tụng để nhận biết chân lý, nhưng họ chỉ dùng chúng để tăng thêm ảo tưởng của mình. Họ quay lưng lại với chánh đạo. Đạo đi phía Bắc, họ đi phía Nam, làm sao hai bên có thể gặp nhau? Chúng cũng không gần nhau chút nào. Họ tụng kinh, nhưng họ tụng với sự ngu ngốc, không phải với trí huệ. Họ học hỏi, nhưng họ học hỏi với sự ngu ngốc. Họ biết, nhưng họ biết một cách ngu ngốc. Cho nên cuối cùng họ đi với sự ngu ngốc, sống với sự ngu ngốc, biết với sự ngu ngốc. Đó là vậy đó. Còn những sự giảng dạy thì sao? Tất cả những gì họ làm thời nay là dạy người ta thành người ngu. Họ nói rằng họ dạy cho con người khôn ngoan hơn, truyền bá kiến thức. Nhưng khi bạn xem xét chúng dựa vào chân lý, bạn sẽ thấy rằng họ thật sự đang dạy người ta đi sai đường và nắm giữ những điều dối trá. Sự giảng dạy là để giúp con người nhìn thấy tự ngã là rỗng không, không có cá tính cố định, không có thực chất. Nhưng người ta học hỏi giáo pháp để củng cố bản ngã của họ. Cho nên họ không muốn kinh nghiệm khổ đau hay trở ngại. Họ muốn mọi thứ đều êm đẹp. Họ có thể muốn vượt lên khổ đau, nhưng nếu vẫn còn có một tự ngã ở đó, họ làm thế bằng cách nào? Giả sử chúng ta sở hữu một món đồ rất đắt tiền. Ngay khi món đồ đó trở thành sở hữu của chúng ta, tâm chúng ta thay đổi. Bây giờ mình phải cất nó ở đâu đây? Nếu mình để nó ở đó, người ta có thể ăn cắp nó. Chúng ta lo lắng tìm kiếm một nơi để cất giữ nó. Và tâm thay đổi lúc nào vậy? Nó thay đổi ngay khi chúng ta nhận được món đồ. Khổ đau phát sinh ngay lúc đó. Bất kể chúng ta để món đồ đó ở đâu, chúng ta cũng không an tâm. Dầu đi, đứng hay nằm, chúng ta đều chìm đắm trong sự lo lắng. Đây là khổ. Và nó phát sinh lúc nào vậy? Nó phát sinh ngay khi chúng ta biết rằng chúng ta nhận được một thứ gì. Trước khi chúng ta có món đồ đó thì không có sự khổ. Nó chưa phát sinh bởi vì chưa có một thứ gì để nó bám giữ,
nguyên nhân của tất cả những sự rối rắm này là tự ngã. Chúng ta lột bỏ lớp vỏ thô thiển để có thể nhìn thấy cái siêu việt. Tự ngã chỉ là cái vỏ bên ngoài. Bạn phải lột đi lớp vỏ bên ngoài để có thể nhìn thấy cái cốt tủy là cái siêu việt. Đạp đổ cái bên ngoài để tìm ra cái siêu việt. Bạn có thể so sánh nó với gạo chưa đập. Trước khi có thể dùng gạo, bạn phải đập nó. Vũ bỏ cái vỏ và bạn sẽ tìm thấy cái hạt ở bên trong. Bây giờ, nếu chúng ta không đập gạo, chúng ta sẽ không tìm thấy hạt gạo. Giống như một con chó ngủ trên giữa thóc chưa đập. Bụng nó đói cồn cào, nhưng nó chỉ có nằm đó suy nghĩ, mình đi đâu để kiếm thức ăn đây? Khi nó đói, nó nhảy khỏi giữa thóc và chạy đi tìm thức ăn. Dầu nó ngủ ngay trên đống thức ăn, nó vẫn không biết gì cả. Tại sao? Nó không thể ăn thóc, chó không thể ăn gạo chưa đập. Thức ăn ở đó, nhưng con chó không thể ăn. Chúng ta học hỏi, nhưng nếu chúng ta không tu hành thích đáng, chúng ta sẽ vẫn không biết, giống như con chó ngủ trên giữa thóc vậy. Thật xấu hổ. Cũng như vậy, có gạo, nhưng cái gì che đậy nó vậy? Vỏ thóc che đậy hạt gạo, cho nên con chó không thể ăn nó. Và có sự siêu việt, nhưng cái gì che đậy nó? Hình dáng bên ngoài che đậy sự siêu việt. Người ta ngồi trên một đống gạo, nhưng không thể ăn nó. Đó là không thể tu hành, không thể nhìn thấy sự siêu việt. Họ mắc kẹt vào những cái bên ngoài, hết lần này đến lần khác. Nếu bạn mắc kẹt vào những thứ bên ngoài, khổ đau sẽ đợi chờ bạn. Bạn sẽ bị bao vây bởi sự trở thành, sinh, lão, bệnh và tử. Cho nên, không có gì khác đang cản trở con người. Họ bị cản trở ngay tại đây. Một người học hỏi giáo pháp mà không thấu hiểu ý nghĩa thật của nó thì cũng giống như con chó nằm trên đống gạo chưa đập. Bất kể chúng ta nghiên cứu giáo lý nhiều bao nhiêu, chúng ta sẽ không nhìn thấy nếu chúng ta không tu hành. Giống như một thứ trái cây ngon ngọt, dầu trái cây đó có vẻ ngon ngọt, chúng ta cũng phải nếm thử trước khi chúng ta biết mùi vị của nó. Nhưng dầu không ai nếm nó, trái cây đó vẫn ngon ngọt không khác. Giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Mặc dù nó là chân lý, nó vẫn không là chân lý đối với những người không thật sự biết nó. Bất kể nó tuyệt vời và kỳ diệu đến bao nhiêu, nó vẫn vô giá trị đối với họ. Tại sao người ta nắm giữ sự khổ? Không ai muốn khổ, nhưng người ta cứ tạo ra nguyên nhân của sự khổ, gần như thể họ lang thang khắp nơi tìm kiếm nó. Con người thật sự muốn tìm kiếm hạnh phúc, nhưng tâm tạo ra quá nhiều đau khổ. Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu cũng đủ. Đó là bởi vì chúng ta không biết sự khổ. Chúng ta không biết sự khổ, không biết nguyên nhân của sự khổ, không biết sự chấm dứt đau khổ, và không biết con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Đó là tại sao người ta cư xử như vậy. Những người này có quan niệm sai lầm, tức tà kiến, nhưng họ không nhìn thấy nó là tà kiến. Bất cứ điều gì chúng ta nói, tin tưởng hay làm mà nó dẫn tới khổ đau đều là tà kiến. Nếu nó không phải là tà kiến, nó sẽ không dẫn đến khổ đau. Chúng ta sẽ không dính mắc vào khổ đau hay hạnh phúc hay bất cứ tình trạng nào. Chúng ta sẽ để sự việc diễn tiến tự nhiên như một dòng nước. Chúng ta không phải ngăn nó lại, chúng ta cứ để nó trôi chảy theo hướng tự nhiên. Giáo pháp cũng thế, nó trôi chảy tự nhiên. Nhưng cái tâm vô minh thì cố chống lại giáo pháp dưới hình thức tà kiến. Nó bay nhảy lung tung, nhìn thấy tà kiến ở những nơi khác, ở những người khác. Trong khi đó, chính chúng ta cũng có tà kiến, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Hãy xem xét điều này. Đa số người vẫn kẹt trong mạng lưới khổ đau, vẫn lang thang trong luân hồi.
Nếu bệnh đau phát sinh, tất cả những gì họ làm là nghĩ cách dứt trừ nó. Họ muốn nó ngừng càng sớm càng tốt. Họ không quán chiếu rằng đây là bản chất tự nhiên của các pháp hữu vi. Thân thể thay đổi và người ta không thể chấp nhận điều đó. Họ phải dứt trừ cái đau nhất bằng mọi giá. Tuy nhiên, đến cuối cùng họ vẫn không thắng. Họ không thể đánh bại chân lý. Tất cả đều sụp đổ. Đây là một thứ mà người ta không muốn xem xét. Tu hành để giác ngộ chân lý là điều tuyệt vời nhất. Tại sao Đức Phật phát triển tất cả ba la mật đa? Để Ngài có thể giác ngộ chân lý và cho phép những người khác tu hành và đắc đạo như Ngài. Để hạnh phúc hay khổ đau phát sinh, phải có tự ngã, phải có cái tôi và của tôi, phải có cái hình dáng bên ngoài này. Nếu khi tất cả những thứ này phát sinh, tâm đi thẳng tới cái siêu việt, thì nó xóa đi những hình thức bên ngoài. Nó xóa đi sự vui thích, sự chán ghét và sự dính mắc vào những thứ đó. Giống như khi chúng ta đánh mất một thứ gì chúng ta yêu chuộng, khi chúng ta tìm thấy nó lại, sự lo lắng của chúng ta tan biến. Khi chúng ta tu hành và ngộ đạo, thì mỗi khi chúng ta có vấn đề, chúng ta giải quyết nó ngay tại đó và lúc đó, vấn đề tan biến hoàn toàn. Tại sao chúng ta vẫn chưa khai ngộ, chưa thể buông bỏ? Bởi vì chúng ta vẫn chưa thấy rõ sự nguy hại. Sự hiểu biết của chúng ta sai lạc. Nếu chúng ta biết rõ giống như Đức Phật hay như những đệ tử A-la-hán của Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ buông bỏ. Và rồi vấn đề của chúng ta sẽ tan biến hoàn toàn mà không có gì khó khăn cả. Khi tai bạn nghe âm thanh, hãy để chúng làm công việc của chúng. Khi mắt bạn làm phận sự của nó với những hình sắc, hãy để chúng làm thế. Khi mũi bạn làm việc với những mùi vị chung quanh, hãy để nó làm công việc của nó. Khi thân thể bạn kinh nghiệm sự xúc chạm, hãy để nó hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nếu chúng ta cứ để cho các giác quan của mình làm bổn phận tự nhiên của chúng, vấn đề từ đâu mà phát sinh? Không có vấn đề nữa. Cùng thế ấy, tất cả những thứ thuộc về cái bên ngoài, hãy để chúng với cái bên ngoài và nhận biết cái siêu việt là gì. Chỉ việc làm người biết, biết mà không nắm giữ, biết và để sự việc diễn tiến tự nhiên. Để biết giáo pháp, bạn phải biết theo cách này. Đó là biết trong một cách có thể vượt lên khổ đau. Loại kiến thức này rất quan trọng. Biết cách chế tạo đồ đạc, biết cách dùng các dụng cụ, biết tất cả những kỹ thuật của thế gian. Những kiến thức này đều có chỗ dụng của chúng, nhưng chúng không phải là thứ kiến thức tối thượng. Giáo pháp phải được biết như cách tôi giải thích ở đây. Bạn không cần phải biết thật nhiều, chỉ bấy nhiêu là đủ để tu hành. Biết và rồi buông bỏ. Bạn không cần phải chết trước khi có thể vượt lên khổ đau. Bạn vượt lên sự khổ đau ngay trong đời này, bởi vì bạn biết cách giải quyết vấn đề. Bạn biết cái bên ngoài, bạn biết cái siêu việt. Hãy biết chúng ngay trong đời này, trong khi bạn tu hành ở đây. Bạn có thể bâng khuâng, tại sao ông thầy cứ nói điều này mãi? Tôi làm sao có thể dạy điều gì khác hơn là sự thật? Nhưng dầu nó là sự thật, đừng vội tin. Nếu bạn bám vào đó một cách mù quáng, nó trở thành sai. Cũng giống như khi bạn nắm chân con chó, nếu bạn không thả ra, con chó sẽ quay lại cắn bạn. Cứ thử đi, nếu bạn không thả ra, nó không có sự chọn lựa nào khác hơn là cắn bạn. Thế giới của những hình sắc cũng như thế. Chúng ta sống thuận theo những quy ước, nhưng nếu chúng ta bám chặt vào chúng, chúng dẫn đến khổ đau. Cứ để sự việc đi qua. Mỗi khi chúng ta cảm thấy là chúng ta rất đúng, đến độ chúng ta không muốn xem xét một thứ gì khác hay một người nào khác, chúng ta trở thành sai. Chúng ta có tà kiến. Khi đau khổ phát sinh, nó đến từ đâu? Từ tà kiến.
Cho nên tôi nói, hãy thư giãn, đừng bám giữ sự việc. Đúng chỉ là một sự giả định, cứ để nó đi qua. Sai cũng là một điều kiện bên ngoài, cứ để nó là thế. Nếu bạn cảm thấy mình đúng và những người khác cho là bạn sai, đừng tranh cãi, cứ buông bỏ nó. Bạn vừa biết ra là buông bỏ ngay. Đây là con đường thẳng. Nhưng thường thì không như vậy. Thông thường người ta không chịu thua. Đó là tại sao có người, ngay cả những người tu hành mà chưa biết chính mình, có thể thốt ra những điều rất là ngu ngốc đến nỗi không ai muốn nghe. Thế nhưng họ nghĩ là họ khôn ngoan hơn những người khác. Lại có những người không thể lắng nghe pháp, nhưng họ nghĩ là họ khôn, là họ đúng. Họ chỉ quảng bá cái ngu xuẩn của mình. Đó là tại sao kẻ trí nói, bất cứ lời nói nào không hiểu biết sự vô thường đều không phải lời của kẻ trí, mà là lời của người ngu. Nó là lời nói phỉnh gạt của một người không biết rằng sự khổ đang phát sinh ngay tại đó. Thí dụ, giả sử bạn quyết định đi Bangkok ngày mai và có người hỏi, bạn đi Bangkok ngày mai phải không? Bạn trả lời, tôi hy vọng đi tới Bangkok, nếu không có gì trở ngại, tôi có lẽ sẽ đi. Đây là nói chuyện với giáo pháp trong tâm, nói chuyện với sự vô thường trong tâm, hiểu biết cái chân lý. Đó là bản chất không chắc chắn và tạm bợ của thế gian. Bạn không chỉ nói, đúng, tôi chắc chắn sẽ đi Bangkok vào ngày mai. Còn nhiều hơn thế nữa, sự tu hành ngày càng trở nên tế nhị hơn. Nhưng nếu bạn không nhìn thấy giáo pháp, bạn có thể nghĩ rằng bạn đang nói đúng khi thực sự bạn là sai, và bạn rời xa bản chất thực của sự việc với mỗi lời nói. Nói ngắn gọn, bất cứ điều gì chúng ta nói hay làm mà mang đến khổ đau đều là tà kiến. Đó là ảo tưởng và là sự ngu ngốc. Đa số người tu hành không suy nghĩ như thế. Bất cứ thứ gì họ thích, họ nghĩ là đúng, họ tin tưởng ngay. Nếu họ nhận một món quà, một tước hiệu mới, hay một sự thăng chức, hay ngay cả một lời khen tặng, họ cho rằng điều đó là tốt đẹp, là vĩ đại, và rồi lòng kiêu hãnh của họ được thổi phồng lên. Họ không xem xét, ta là ai, cái gọi là tốt đẹp này ở đâu vậy? Nó từ đâu đến? Những người khác có cùng thứ đó không? Đức Phật dạy rằng, chúng ta nên ứng xử một cách bình thường. Nếu chúng ta không thực sự nghiền ngẫm điều này, ảo tưởng sẽ vẫn nằm đó bên trong chúng ta. Chúng ta sẽ chìm đắm trong tài sản, chức vị và sự khen tặng. Bởi vì chúng ta trở thành một người khác, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tốt hơn trước, rằng chúng ta là một thứ gì đặc biệt. Thật ra, con người không là một thứ gì cả. Bất cứ chúng ta là gì, nó chỉ ở thế giới bên ngoài. Nếu chúng ta lấy đi cái bên ngoài và nhìn thấy cái siêu việt, chúng ta sẽ thấy rằng không có thứ gì ở đó cả. Chỉ là những tính chất của thế gian, sinh vào lúc đầu, thay đổi ở lúc giữa và diệt ở lúc cuối. Nếu chúng ta nhìn thấy điều này, vấn đề không thể phát sinh và chúng ta có sự mãn nguyện và bình an. Vấn đề phát sinh khi chúng ta nghĩ giống như năm đệ tử tu khổ hạnh của Đức Phật. Họ làm theo sự chỉ dẫn của vị thầy, nhưng khi vị thầy thay đổi đường lối tu hành của mình, họ không hiểu nổi. Họ cho rằng Đức Phật bỏ cuộc và quay trở lại với lối sống buông lung. Chúng ta có lẽ cũng làm như thế, mắc kẹt trong những đường lối cũ của chúng ta và tin là mình đúng. Cho nên tôi nói, hãy tu hành, nhưng cũng xem xét kết quả của sự tu hành. Xem xét kỹ những nơi mà bạn không chịu làm theo lời thầy hay sự giảng dạy, nơi nào không có sự xung đột, sự việc trôi chảy, nơi nào có sự xung đột, có sự tắc nghẽn. Bạn tạo ra một tự ngã và sự việc dường như có thực chất. Đây là tà kiến. Ngay cả cái đúng, nếu chúng ta bám chặt vào đó, không chịu nhượng bộ người nào, thì nó trở thành sai. Bám chặt vào điều đúng là sự xuất hiện của cái ngã và không có sự buông bỏ.
nhiều người không hiểu điểm này. Nếu bạn hiểu và nhanh trí, bạn sẽ lập tức buông bỏ. Sự bám giữ vừa phát sinh thì lập tức có sự buông bỏ. Bạn ép buộc tâm buông bỏ ngay tại đó và lúc đó. Bạn phải nhìn thấy cả hai thứ, sự bám giữ và người chống lại sự bám giữ. Mỗi khi bạn kinh nghiệm một cảm thọ, bạn nên quan sát cách hai thứ này làm việc. Chỉ quan sát chúng, hãy quán chiếu và liên tục tu hành như thế, và rồi sự bám giữ sẽ yếu dần, trở nên thưa thớt dần. Chánh kiến tăng lên khi tà kiến phai mờ dần. Sự bám giữ giảm dần, sự không bám giữ phát sinh. Đây là cách tu hành. Hãy xem xét điểm này, học cách giải quyết vấn đề của bạn trong giây phút này. Chương 37. Vô duyên khởi. Khi tâm vượt lên sự hữu vi, nó biết sự vô vi. Tâm trở thành vô vi, một cảnh giới không còn những yếu tố có điều kiện. Tâm không còn bị chi phối bởi những vấn đề của thế gian. Mục đích chúng ta nghe pháp là: thứ nhất, để hiểu biết sự việc mà chúng ta không hiểu biết, để làm sáng tỏ sự việc. Và thứ hai, để cải thiện sự hiểu biết của chúng ta đối với những điều chúng ta đã hiểu. Chúng ta phải dựa vào các buổi thuyết giảng để tăng thêm sự hiểu biết, và lắng nghe là một yếu tố chủ yếu. Tâm là một thành phần quan trọng. Cái tâm phân biệt giữa cái tốt và xấu, đúng và sai. Nếu chúng ta thiếu chánh niệm dầu chỉ một phút thôi, chúng ta điên loạn trong phút đó. Nếu chúng ta thiếu chánh niệm trong nửa giờ, chúng ta điên loạn trong nửa giờ đó. Tâm chúng ta thiếu chánh niệm bao nhiêu lâu thì chúng ta điên loạn bấy nhiêu lâu. Đó là tại sao việc chú tâm nghe pháp là một điều vô cùng quan trọng. Tất cả chúng sinh trong thế giới này đều kinh nghiệm khổ đau. Mục đích của sự tu hành là để dứt trừ sự khổ đau này. Nếu khổ đau phát sinh, đó là bởi vì chúng ta không thật sự biết nó, bất kể chúng ta cố điều khiển nó chừng nào. Qua ý lực hay qua tài sản thế gian đều không thể được. Chỉ qua sự hiểu biết rõ ràng, qua hiểu biết chân lý của sự khổ, thì khổ đau mới tan biến. Và điều này không chỉ đúng với người thế tục, mà cũng đúng với người xuất gia. Bất cứ ai biết chân lý của sự việc, khổ đau sẽ tan biến. Những trạng thái tốt và xấu là những sự thật không thay đổi. Pháp có nghĩa là một thứ không thay đổi, nó duy trì chính nó. Sự rối ren duy trì sự rối ren của nó. Sự tĩnh lặng duy trì sự tĩnh lặng của nó. Tốt và xấu duy trì tình trạng của chúng. Giống như nước nóng duy trì sự nóng của nó. Nó không thay đổi vì một người nào, dầu bạn già hay trẻ, quốc tịch là gì, nó cũng nóng. Cho nên, pháp được định nghĩa là cái duy trì tình trạng của nó. Trong sự tu hành, chúng ta phải biết cái nóng và cái mát, cái đúng và sai, tốt và xấu. Nếu chúng ta biết sự bất thiện, thí dụ chúng ta sẽ không tạo ra cái nguyên nhân của nó, cái lý do khiến nó phát sinh. Đây là tu hành. Tuy nhiên, phần lớn người tu hành là những người nghiên cứu hay thực hành giáo pháp, nhưng chưa hợp nhất với giáo pháp, chưa dập tắt nguyên nhân của sự bất thiện và rối ren trong tâm. Chừng nào nguyên nhân của sự nóng vẫn còn hiện diện, chúng ta không thể tránh được cái nóng. Cùng thế ấy, chừng nào nguyên nhân của sự rối ren vẫn còn trong tâm, chúng ta không thể tránh được sự rối ren, bởi vì nó phát sinh từ gốc ngọn này. Chừng nào cái gốc chưa được dập tắt, sự rối ren sẽ phát sinh trở lại. Mỗi khi chúng ta làm điều thiện, sự thiện lành phát sinh trong tâm. Nó phát sinh từ nguyên nhân của nó. Khi chúng ta hiểu biết nguyên nhân, chúng ta có thể tạo ra chúng, và kết quả chắc chắn sẽ theo sau. Nhưng thông thường, người ta không tạo ra những nguyên nhân đúng đắn. Họ rất muốn sự thiện lành,
nhưng họ không làm việc để mang nó đến với mình. Tất cả những gì họ có là những kết quả xấu. Chúng cuốn hút tâm vào sự khổ. Tất cả những gì người ta muốn thời nay là tiền bạc. Họ nghĩ rằng nếu họ có đủ tiền, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cho nên họ dành hết thời giờ để kiếm tiền. Họ không tìm kiếm sự thiện lành. Điều này cũng giống như muốn có thịt ăn nhưng không dùng muối để bảo quản nó. Bạn cứ để miếng thịt ở đó cho đến khi nó thối rữa. Những ai muốn tiền không chỉ nên biết cách kiếm tiền mà còn phải biết cách chăm sóc nó. Nếu bạn muốn thịt, bạn không thể cứ mua nó rồi để nó nằm đó. Nó sẽ thối rữa. Suy nghĩ như thế là sai. Kết quả của sự suy nghĩ sai lạc là sự rối ren, hỗn loạn. Đức Phật giảng dạy giáo pháp để chúng ta thực hành, để có thể biết giáo pháp và hợp nhất với nó, để khiến cho tâm là giáo pháp. Khi tâm là giáo pháp, nó sẽ hạnh phúc và mãn nguyện. Sự vận hành của luật luân hồi nằm trong thế giới này, và sự chấm dứt khổ đau cũng ở nơi thế giới này. Mục đích của sự tu hành là khiến cho tâm vượt lên sự khổ đau. Thân thể không thể vượt lên khổ đau. Một khi sinh ra, nó phải kinh nghiệm bệnh đau, già và chết. Chỉ có tâm mới có thể vượt lên trên sự bám giữ và dính mắc. Tất cả giáo lý của Đức Phật đều là những phương tiện để đạt đến mục đích này. Thí dụ, Đức Phật giảng dạy về các pháp hữu di và vô di. Pháp hữu di thì hằng hà sa số, hữu hình hay vô hình, lớn hay nhỏ. Nếu tâm chúng ta còn chịu ảnh hưởng của ảo giác, nó sẽ chế biến những thứ này, phân loại chúng thành tốt và xấu, ngắn và dài, thô và di tế. Tại sao tâm chế biến như thế? Bởi vì nó không biết cái thực tại tương đối. Nó không biết chút gì về luật duyên khởi. Không biết những điều này, tâm không nhìn thấy pháp. Không nhìn thấy pháp, tâm nắm giữ đủ thứ. Chừng nào tâm còn bị trói buộc bởi sự nắm giữ, con người không thể ra khỏi cảnh giới duyên khởi. Chừng nào con người còn chưa ra khỏi cảnh giới duyên khởi, họ còn bị rối rắm và còn chịu ảnh hưởng của sinh, lão, bệnh, tử, ngay cả trong sự suy nghĩ. Cái tâm như thế là một pháp hữu di. Pháp vô di nói đến cái tâm đã nhìn thấy pháp, thấy sự thật về ngũ uẩn, biết rằng chúng là tạm bợ, bất toàn và vô chủ. Tất cả những ý tưởng về tôi hay của tôi, họ hay của họ đều thuộc về cái thực tại tương đối. Thật vậy, chúng đều là những điều kiện. Khi chúng ta biết thực chất của những điều kiện, chúng ta biết thực chất của những quy ước. Khi chúng ta biết những điều kiện không phải là chúng ta, không thuộc về chúng ta buông bỏ tất cả điều kiện và quy ước. Khi chúng ta buông bỏ các điều kiện, chúng ta ngộ đạo, chúng ta giác ngộ pháp. Khi chúng ta ngộ đạo, chúng ta biết rõ ràng. Chúng ta biết điều gì? Chúng ta biết rằng ngoài những điều kiện và quy ước ra, không có gì cả, không có tự ngã, không có chúng ta hay họ. Đây là hiểu biết bản chất của sự việc. Nhìn thấy sự việc như thế, tâm vượt lên chúng. Thân thể có thể già, bệnh và chết, nhưng tâm vượt lên những trạng thái này. Khi tâm vượt lên sự hữu di, nó biết sự vô di. Tâm trở thành vô di, một trạng thái không còn những yếu tố có điều kiện. Tâm không còn bị chi phối bởi những vấn đề của thế gian. Các điều kiện không còn ô nhiễm tâm. Hạnh phúc và đau khổ không còn ảnh hưởng tâm. Không một thứ gì có thể ảnh hưởng tâm hay thay đổi nó. Tâm đã thoát khỏi mọi sự chế biến. Nhìn thấy bản chất của điều kiện và quy ước, tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát này gọi là vô di, không còn bị chi phối bởi năng lực chế biến. Nếu tâm không thật sự biết những điều kiện và quy ước, nó bị những thứ này ảnh hưởng. Khi gặp sự tốt, xấu, vui, buồn, tâm chế biến thuận theo những cảm thọ đó.
nó chế biến bởi vì vẫn còn có nguyên nhân ở đó. Nguyên nhân là sự tin tưởng rằng thân thể là ta hay của ta, cái cảm giác đó là ta hay của ta, cái nhận thức đó là ta hay của ta, cái quan điểm đó là ta hay của ta. Xem xét sự việc theo cách này là nguồn gốc của hạnh phúc, đau khổ, sinh, lão, bệnh, tử. Đây là cái tâm hữu vi, nó xoay chuyển và thay đổi mãi dưới sự chi phối của những điều kiện thế gian. Khi chúng ta vừa có được một thứ gì, tâm liền bị chi phối bởi nó. Nó khiến cho tâm cảm thấy sung sướng, nhưng khi nó biến mất, tâm đau khổ, tâm trở thành nô lệ của những điều kiện, nô lệ của sự ham muốn. Bất kể tâm tiếp nhận điều gì từ thế giới, nó đều bị ảnh hưởng. Cái tâm này không có chỗ ẩn náu, nó chưa biết rõ chính mình, chưa giải thoát, nó chưa có một nền móng vững chắc. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể khiến cho bạn tức giận. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể phỉnh gạt bạn, khiến bạn khóc hay cười. Ngay cả người già cũng bị lừa. Các điều kiện uốn nắn cái tâm ảo tưởng, khiến nó lúc thương, lúc ghét, lúc vui, lúc buồn. Chúng uốn nắn tâm như thế bởi chúng ta nô lệ cho chúng. Chúng ta là nô lệ của tham ái. Tham ái ra lệnh là chúng ta vâng lời ngay. Tôi nghe người ta than phiền, tôi khổ quá, tối ngày tôi làm việc ở ngoài đồng, tôi không có thời gian ở nhà, ngay cả giữa trưa tôi cũng phải làm việc với cái nóng cháy da. Những lúc trời lạnh buốt tôi cũng không thể ở nhà, tôi phải đi làm, tôi bị áp bức quá. Nếu tôi hỏi họ, tại sao bạn không bỏ nhà đi tu cho rồi? Họ nói, không được, tôi còn có trách nhiệm. Tham ái giữ họ lại, đôi lúc đang cày ruộng, bạn mắc tiểu đến độ phải tiểu ngay ra đó, giống như những con trâu vậy. Tham ái nô lệ chúng ta đến thế. Khi tôi hỏi, cuộc sống lúc này ra sao rồi, bạn có thời giờ để tới tu viện không? Thì họ nói, bận quá thôi, tôi không biết là chuyện gì mà nó nghiêm trọng đến thế. Đây chỉ là những điều kiện, những sự chế biến. Chúng ta nên nhìn thấy bản chất của những thứ bên ngoài, của những điều kiện. Đây là nhìn thấy pháp, nhìn thấy bản chất của sự việc. Nếu bạn thật sự nhìn thấy hai thứ này, bạn sẽ buông bỏ chúng. Bất cứ điều gì bạn có được, nó không có thực chất. Mới đầu nó có vẻ tốt, nhưng cuối cùng nó trở thành xấu. Và rồi nó khiến bạn thương, ghét, khóc, cười. Tại sao thế? Bởi vì tâm vẫn chưa phát triển. Vào thời xưa, khi có người chết, người ta mời sư sãi tới đi tụng bài kinh về bản chất vô thường của thế gian. Tất cả điều kiện đều vô thường, thân và tâm đều vô thường, chúng biến đổi mãi. Có điều nào trong cái thân này mà không thay đổi không? Tóc, móng tay, răng, da, chúng có còn giống như xưa không? Cái tâm nó có ổn định không? Thử nghĩ đi, sự sinh và diệt xảy ra bao nhiêu lần trong một ngày? Cho nên cả thân và tâm đều luôn sinh và diệt, luôn rối rắm. Bạn không thể nhìn thấy những thứ này đúng với sự thật, là vì bạn cứ tin vào sự giả dối. Bạn như bị một người đuôi chỉ đường, dẫn bạn vào tận rừng sâu. Làm sao ông có thể đưa bạn đến chỗ an toàn khi ông không thể thấy gì cả? Cùng thế ấy, tâm của chúng ta bị phỉnh gạt bởi những điều kiện, khiến chúng ta đau khổ trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc, khiến chúng ta bị trở ngại trong công cuộc tìm kiếm bình an. Chúng ta muốn dứt trừ khổ đau và trở ngại, nhưng lại tạo ra chính những thứ đó. Và rồi chúng ta than phiền, chúng ta tạo ra những nguyên nhân xấu, và chúng ta làm thế là vì chúng ta không biết sự thật về những cái bên ngoài và những điều kiện. Những quan niệm như xuất gia và tại gia cũng chỉ là những quy ước, những sự chế biến. Chúng ta tạo ra chúng bởi vì lúc ban đầu chúng không có ở đó. Nó giống như một cái đĩa trống, bạn có thể đặt bất cứ thứ gì vào đó
bởi vì nó trống trơn. Đây là bản chất của các thực tại tương đối. Đàn ông và đàn bà chỉ là những sự quy ước, cũng như đối với mọi thứ khác chung quanh chúng ta. Nếu bạn hiểu bản chất của những quy ước, bạn có thể sống bình an. Nhưng nếu bạn tin rằng một người, một vật, cái của tôi, cái của họ, vân vân là những phẩm chất có thật, bạn sẽ phải cười và khóc vì chúng. Nếu chúng ta xem những thứ đó là của chúng ta sẽ chắc chắn đau khổ. Đây là tà kiến. Nhưng chúng ta không đè nén những điều kiện này, mà mang chúng theo với mình và đau khổ vì chúng. Chúng ta lạc lối trong những điều kiện như thế đó. Thiên đàng, địa ngục và niết bàn đều được tìm thấy tại điểm này. Chương 38. Lời bạc. Khi nào bạn mới ngừng? Hay là bạn sẽ tiếp tục học hỏi giáo pháp theo kiểu này? Thế cũng được, nhưng bạn phải biết rằng không phải cái học bên ngoài, mà cái học bên trong mới là quan trọng. Với cái học ở bên trong, bạn khảo sát con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái tâm này. Đây là cái học thật. Học hỏi từ sách vở chỉ là bên ngoài, và cái học này không biết bao giờ mới kết thúc. Khi mắt nhìn thấy hình sắc, điều gì xảy ra? Khi tai, mũi, lưỡi kinh nghiệm âm thanh, mùi vị, điều gì xảy ra? Khi thân và tâm tiếp xúc với những thứ hữu hình và những cảm thọ khác nhau, điều gì xảy ra? Tham, sân, si có còn ở đó không? Chúng ta có lạc lối trong những hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và cảm xúc không? Đây là cái học bên trong. Cái học này có điểm dừng, điểm hoàn tất. Nếu chúng ta học mà không hành, chúng ta sẽ không đạt được kết quả. Nó cũng giống như một người nuôi bò. Buổi sáng ông dẫn bò ra đồng, buổi chiều ông dẫn chúng về chuồng, nhưng ông không bao giờ uống sữa bò. Học hỏi cũng tốt, nhưng đừng để nó giống như thế. Bạn nên nuôi bò và uống sữa của nó luôn. Để có được những kết quả tốt nhất, bạn phải học và hành. Giống như một người nuôi gà nhưng không nhặt trứng gà, tất cả những gì ông có được là phân gà. Đây là điều mà tôi nói với những người nuôi gà. Đừng để mình trở thành như thế. Điều này có nghĩa là chúng ta nghiên cứu kinh điển, nhưng chúng ta không biết cách dứt trừ phiền não. Chúng ta không biết cách xóa tham, sân, si khỏi tâm chúng ta. Học mà không hành, không dứt trừ được phiền não, sẽ không đi tới đâu cả. Đức Phật muốn chúng ta nghiên cứu kinh điển và rồi từ bỏ những hành động bất thiện từ thân, khẩu, ý để phát triển sự thiện lành trong hành động, lời nói và tư tưởng của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ nói suông mà không hành động tương ứng, sự tu hành đó vẫn chưa hoàn toàn. Cho nên học và hành đều phải tốt. Bát chánh đạo của Đức Phật, con đường tám nhánh để tu hành chính là cái thân thể này: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một cái lưỡi và một cái thân. Đây là đạo, và tâm là người đi trên con đường đạo. Cho nên cả sự học hỏi lẫn sự tu hành phải hiện diện trong hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta. Bạn có bao giờ thấy kinh điển giảng dạy điều gì khác hơn thân, khẩu và ý không? Kinh điển chỉ giảng dạy về điều này, không gì khác. Phiền não sinh ra tại đây. Nếu bạn biết chúng, chúng chết ngay tại đây. Cho nên bạn phải hiểu rằng cả sự tu hành lẫn sự nghiên cứu đều hiện diện ngay nơi đây. Nếu chúng ta hiểu bấy nhiêu thôi, chúng ta biết tất cả. Trong lời nói thì một lời nói chân thật sẽ tốt hơn cả một đời nói sai. Nói cách khác, một người học mà không hành cũng giống như một cái môi để trong nồi súp. Nó ở trong nồi súp mỗi ngày, nhưng nó không biết mùi vị của súp. Nếu bạn không tu hành
bạn có thể sẽ học hỏi cho đến chết mà vẫn không biết được mùi vị của sự giải thoát. Phụ lục 1. A-la-hán. A-la-hán là danh từ chỉ một thánh nhân đã đạt cấp vô học của thánh đạo, không bị ô nhiễm và phiền não chi phối, là người đã đạt niết bàn, đoạn diệt sanh tử. A-la-hán là hiện thân của sự giác ngộ trong thời Phật giáo Nguyên Thủy. 2. Bát chánh đạo. Con đường tám nhánh giải thoát khỏi khổ bao gồm chánh kiến, thấy biết chân chánh, chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh, suy xét về ý nghĩa của tứ diệu đế một cách đúng đắn, chánh ngữ, không nói dối, nói phù phiếm, chánh nghiệp, tránh phạm giới luật, chánh mệnh, tránh các nghề nghiệp mang lại giết hại như đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện, chánh tinh tấn, phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu, chánh niệm, tỉnh giác trên ba phương diện thân, khẩu, ý, chánh định, tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian. 3. Giới, định, huệ. Con đường giải thoát của Phật giáo cốt lõi ở ba kỷ luật: giới hành tức giới, thiền định tức định, và trí huệ tức huệ. Giới nhằm điều chế phong thái bên ngoài, định nhằm điều chế tư tưởng, và huệ nhằm hiểu biết chân xác. 4. Hạnh đầu đà. Nguyên nghĩa là vũ sạch, là pháp tu khổ hạnh được Phật Thích Ca cho phép. Đây là những giới luật nghiêm khắc mà Đức Phật khuyên chư tăng nên hành trì để trau dồi những hạnh nhẫn nhục, tri túc, buông bỏ, tinh tấn, an phận với những gì mình đang có, chân chân. Phép tu này giúp hành giả giảm tối đa những nhu cầu, tăng triển ý chí và đủ sạch những phiền não. Vị tỳ kheo có thể hành một hoặc nhiều giới của hạnh đầu đà trong một thời gian dài hay ngắn, tùy theo lời nguyện. Thanh Tịnh Đạo liệt kê 13 giới khác nhau của hạnh đầu đà. 1 là mặc y phục rách giá, 2 là mặc y phục ba phần, 3 là khất thực để sống, 4 là không bỏ nhà nào, 5 là ăn một lần trong ngày, 6 là ăn chỉ một phần, 7 là không ăn tàn thực, tức không ăn giữa bữa, 8 là ở rừng, 9 là ở gốc cây, 10 là ở giữa trời, 11 là ở nghĩa địa, 12 là ngủ đâu cũng được, 13 là ngồi không nằm. 5. Lục độ. Còn gọi là lục độ ba la mật đa, bao gồm bố thí, bao gồm chia sẻ của cải vật chất và tinh thần với người khác. Muốn được như thế, cần có lòng từ bi hỷ xả, sẵn sàng nhường cả phúc đức cho người khác. 2. Giới là thái độ sống đúng đắn, từng bước loại trừ mọi tham ái, quyết tái sinh vào một nơi thuận lợi vì lợi ích của mọi chúng sinh. 3. Nhẫn nhục xuất phát từ tri kiến rằng mọi phiền não trên đời đều có nguyên nhân của chúng, cần kiên nhẫn và thông cảm chúng. 4. Tinh tấn, lòng quyết tâm không gì lay chuyển. 5. Thiền định, chỉ phương pháp thiền quán, nhờ đó từ bỏ được ngã chấp và cảm thụ được vui buồn của chúng sinh. 6. Trí huệ là đạt được đẳng cấp giác ngộ vô thượng. Ba la mật đa có thể dịch là hoàn tất, hoàn hảo, viên mãn. Những phép ba la mật đa là những đức hạnh viên mãn của một Bồ Tát trên đường tu học. 6. Luân hồi chỉ những đời sống tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ niết bàn. Nguyên nhân trói buộc trong luân hồi là các pháp bất thiện, gồm có tham ái, sân và si hay vô minh. Nghiệp là động cơ tác động lên cơ chế của sự tái sinh. Trong Đại Thừa, luân hồi được xem là thế giới của hiện tượng và thể tánh của nó chính là thể tánh của Niết Bàn.
7. Lục trần, 6 đối tượng của 6 giác quan. 1. Sắc, đối tượng của mắt. 2. Thanh, đối tượng của tai. 3. Hương, đối tượng của mũi. 4. Vị, đối tượng của lưỡi. 5. Xúc, cảm xúc, đối tượng của thân. 6. Tâm pháp, tâm pháp có thể là một ý nghĩ, một khái niệm, đối tượng của ý. 8. 12 nhân duyên, mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống đều nằm trong mối liên hệ với nhau. Chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một yếu tố khác, làm thành một dòng với 12 yếu tố. Các yếu tố này làm loài hữu tình cứ mãi chướng mắc trong luân hồi. Các nhân duyên, nguyên nhân chính và điều kiện phụ này gồm có 12 yếu tố như sau: vô minh, sự không thấu hiểu tứ diệu đế, không hiểu khổ là tính chất của đời sống. Vô minh sinh hành, hành động tạo nghiệp, hành động này có thể tốt, xấu hay trung tính. Hành có thể ở trong ba dạng: thân, khẩu, ý. Hành sinh thức, làm nền tảng cho một đời sống kế tiếp. Thức này đi vào bụng mẹ, thức lựa chọn cha mẹ đúng như hành tốt xấu quy định. Thức sinh danh sắc, là toàn bộ tâm lý và vật lý của bào thai mới do ngũ uẩn tạo thành. Danh sắc sinh lục căn, là các giác quan, năm giác quan và khả năng suy nghĩ là 6. Lục căn bắt đầu tiếp xúc với ngoại cảnh gọi là trần. Trần sinh thọ, là cảm nhận của con người mới với thế giới bên ngoài. Thọ sinh ái, luyến ái xuất phát từ ham muốn, vô minh. Ái sinh thủ, là điều cá nhân mới muốn chiếm hữu cho mình. Thủ sinh hữu, là toàn bộ điều mà ta gọi là sự tồn tại, sự sống, thế giới. Hữu sinh ra sinh, một thế giới và cá nhân mới xuất hiện hẳn hoi. Sinh sinh ra lão tử, vì có sinh nên có hoại diệt. Thuyết nhân duyên giải thích nguyên nhân của khổ và rằng các pháp hữu di đều do nhân duyên mà sinh ra, nên chúng vô ngã, không có một tự tính nào. Thuyết này cũng được sử dụng để chứng minh tính không thật của sự vật. 9. Năm chướng ngại. Năm tính của tâm làm tâm thức trì trệ, không đạt được định, đó là 1. Tham, 2. Sân hận, 3. Thủy miên, tức lười, mê ngủ, 4. Trạo hối, xao động, hối tiếc, 5. Nghi ngờ. 10. Năm lực, năm sức mạnh tinh thần hay năm khả năng xuất phát từ năm căn và giúp đạt giác ngộ, đó là tính lực, là tâm loại bỏ các thứ tin tưởng sai lầm. Tinh tấn lực, là năng lực tu trì để diệt trừ bất thiện pháp. Niệm lực, sức mạnh cho tu trì bốn niệm xứ đem lại. Định lực, sức mạnh cho thiền định mang lại nhằm loại bỏ mọi tham ái. Huệ lực, là sức mạnh nhờ phát triển tri kiến về tứ diệu đế. 11. Niết bàn. Mục đích tu hành của mọi trường phái Phật giáo trong Đạo Phật Nguyên Thủy, Niết bàn được xem là sự đoạn diệt luân hồi và đi vào một thể tồn tại khác, đó là sự giải thoát khỏi mọi đau khổ và phiền não. Đồng thời, Niết bàn có nghĩa là không còn bị chi phối bởi nghiệp và quy luật nhân duyên. Niết bàn không phải là một cõi hư vô tịch diệt như nhiều người hiểu, mà Niết bàn là một tình trạng của tâm thức trở về với một cõi xứ không chịu sự sinh diệt, một sự hiện hữu siêu việt, và chỉ có những hành giả đã đạt tới mới biết được. Theo Duy Thức Tông, Niết bàn của một A-la-hán không ưu việt bằng Niết bàn của Phật. Đây là dạng thống nhất của chân như với mọi chúng sinh, trong đó mỗi cá nhân vẫn còn tồn tại trong nghĩa quy ước. 12. Ngũ uẩn.
năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm. Ngoài ngũ uẩn đó ra, không có cái gì gọi là cái ta. Ngũ uẩn là sắc, chỉ thân và sáu giác quan. Sắc do tứ đại hợp thành, sắc tạo nên các giác quan và đối tượng của các giác quan. Thụ tức cảm giác, tưởng là sự nhận biết các cảm giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị, vân vân, kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện. Hành là những hoạt động tâm lý sau khi có tưởng, thí dụ chú ý, đánh giá, chui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác, vân vân. Thức bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ tới sáu giác quan, ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đặc tính chung của ngũ uẩn là vô thường, vô ngã và khổ. 13. Pháp. Há ma. Pháp tức chánh pháp, hoặc pháp tức sự vật. Chữ pháp có nghĩa là chánh pháp do Đức Phật giảng dạy, là ngôi thứ hai trong Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chữ pháp trong sách này có hai nghĩa khác nữa. Thứ nhất, chân lý. Thứ hai, quy luật tự nhiên. Trong nghĩa này, chữ pháp và đạo giống nhau. Chữ pháp tức sự vật có hai loại. Pháp hữu vi là những sự vật được cấu tạo nên do nhân duyên mà sanh ra. Nói cách khác, pháp hữu vi là những gì phát sinh và tồn tại do những yếu tố khác tạo điều kiện. Trên thực tế, tất cả sự vật trên thế gian đều là pháp hữu vi, bởi vì tất cả những gì làm nguyên nhân và tạo duyên, tức điều kiện cho những hiện tượng ấy phát sinh đều phải luôn biến đổi, nên chính những hiện tượng ấy cũng luôn biến đổi và cho đó là nhân sanh khổ. Pháp vô vi là những sự vật không do tạo tác mà có, không phụ thuộc, không biến đổi, không do nhân duyên mà sanh ra. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Niết Bàn được xem là pháp vô vi, các pháp còn lại đều là hữu vi. 14. Phiền não. Đặc tính của tâm thức chuyên sinh ra các pháp bất thiện và làm con người vướng mãi trong luân hồi. Khi dứt bỏ tất cả phiền não, hành giả xem như đạt thánh quả A-la-hán. Có nhiều cách phân loại phiền não. Trong luận Thanh Tịnh Đạo, Đại sư Phật Âm chia phiền não ra làm 10 loại: tham, sân tức giận dữ, si tức mê mờ, mạn tức kiêu mạn, kiến tức kiến thức sai lầm, tà kiến, nghi tức nghi ngờ, hôn trầm tức buồn ngủ, mệt mỏi, trạo cử tức lăng xăng, vọng động, vô tàm tức không biết tự thẹn, vô quý tức không biết thẹn với người. Đôi lúc phiền não cũng được hiểu là năm chướng ngại, xem phụ lục năm chướng ngại. 15. Tam Bảo. Ba cơ sở chính của Phật giáo: Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc giác ngộ, Pháp là giáo pháp của bậc giác ngộ, Tăng là bạn đồng học. Người có niềm tin kiên cố nơi Tam Bảo được gọi là bậc dự lưu, tức Tư Đà Hoàng. 16. Thiền định. Định và thiền. Định là một trạng thái tâm lý chứng được bằng phép tu thiền. Thiền là một tiến trình, còn định là cứu cánh. Thường thì người ta ghép đôi hai chữ lại thành thiền định để chỉ một trạng thái tập trung, yên tĩnh thực hiện bằng phép thiền. 17. Tứ diệu đế. Bốn chân lý cao cả của Phật Pháp đó là khổ đế, chân lý về sự khổ, tập khổ đế, chân lý về sự phát sinh của khổ, diệt khổ đế, chân lý về sự diệt khổ, đạo đế, chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ. Chân lý thứ nhất cho rằng
mọi dạng tồn tại đều mang tính chất khổ não, không trọn vẹn. Sinh, lão, bệnh, tử, xa lìa đều mình ưa thích, không đạt sở nguyện, đều là khổ. Chân lý thứ hai cho rằng, nguyên nhân của khổ là sự ham muốn, tức tham ái, chúng là gốc của luân hồi. Chân lý thứ ba nói rằng, một khi gốc của mọi tham ái được tận diệt, thì sự khổ cũng được tận diệt. Chân lý thứ tư cho rằng, phương pháp để đạt sự diệt khổ là bát chánh đạo, không thấu hiểu tứ diệu đế được gọi là vô minh.